Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 149. Thành Thiên Đô, biên giới phía nam. Toại Cổ Kim dẫn một cô gái đến vùng đất hoang vu, cô gái đó chính là Mục Khoản. Toại Cổ Kim khẽ nói, nơi đây bao la, thừa cho các ngươi cư trú, nhưng nơi này thuộc về cựu thổ. Vì thế sau khi bọn họ ra ngoài cần phải vào khuôn nề nếp, không thể nổi loạn rồi cái được thì ít mà mất thì nhiều. Mục Khoản gật đầu, được. Toại Cổ Kim xòe tay ra, một quyển sách dày chậm rãi bay đến trước mặt Mục Khoản, bên trong tiểu tháp, vũ trụ quan huyên đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, cô đã thống trị rất tốt. Bây giờ ta sẽ nói cho cô một vấn đề quan trọng mà cô đã lơ là. Nói rồi, cô ta nhìn Mục Khoản, hắn biết các ngươi cần gì, nhưng các ngươi có biết hiện tại hắn cần gì không, Mục Khoản nghe thế thì thất thần. Toại Cổ Kim lại nói tiếp, là sức mạnh tín ngưỡng thuần túy. Làm sao có thể thu được sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất? Đơn giản chính là ban phát ân huệ cho nhân dân. Phải câu thông với dân chúng ở tầng thấp nhất, ai xem trọng họ, ai khinh thường họ, họ đều tự hiểu hết. Bên trong quyển sách này có 10 món bảo bối có thể giúp dân, làm thế nào cũng đều được viết tỉ mỉ ở trong đó, cô cứ dựa theo trong đó mà làm là được. Nói đến đây, cô ta đột nhiên dừng bước lại, còn nữa, nhớ phải tuyên truyền, tẩy não các gia tộc lớn và tông môn. Nói vậy hơi khó nghe, đổi thành làm công tác tư tưởng, cho bọn họ đi, để họ biết được viện trưởng chính là thần, là trời của họ, chỉ có đi theo viện trưởng mới có được một tương lai tươi sáng. Mục Khoản. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, còn một vấn đề rất lớn nữa, đó là với vũ trụ quan huyên hiện tại, chỉ có viện trưởng của các cô nghĩ đến việc thành lập một trật tự mới, còn những người ở phía dưới thì sao? Các cô đã cân nhắc vấn đề này chưa? Tất nhiên Mục Khoản chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có vẻ tầm nhìn của cô hơi hạn hẹp. Toại Cổ Kim chậm rãi nói, viện trưởng của các cô có mục tiêu, thế nhưng người của vũ trụ quan huyên không có. Việc chúng ta cần làm là biến mục tiêu của viện trưởng thành mục tiêu của tất cả mọi người ở vũ trụ quan huyên. Như lúc còn ở Thập Hoang, hắn dẫn theo Thập Hoang và cấm địa cổ hoang lật đổ sự thống trị và phong tỏa của nền văn minh Toại Minh chúng ta, nhờ vậy nên thánh linh của toàn bộ Thập Hoang và cấm địa cổ hoang đã thu hoạch được một khoản lớn. Nói rồi, cô ta nhìn Mục Khoản chất vấn, tại sao không tuyên truyền việc đó? Sao không nói quá chuyện đó lên, Mục Khoản á khẩu không trả lời được. Toại Cổ Kim lại nói, tất nhiên bây giờ cũng chưa quá muộn, cô phải nhớ kỹ việc tuyên truyền, còn phải cường điệu nó lên, nhất định phải khiến cho bọn họ hiểu theo viện trưởng thành lập trật tự sẽ có tiền đồ, có tương lai, có lợi ích. Chỉ khi mọi người ý thức được điều này thì khi đó việc thành lập trật tự sẽ không còn là chuyện cá nhân của viện trưởng. Mà là của tất cả mọi người trong vũ trụ quan huyên. Chúng sinh ai cũng muốn lập nên trật tự mới. Cô thấy việc này có đáng sợ không? Sắc mặt Mục Khoản đã hơi tái đi. Toại Cổ Kim lại nói, có rất nhiều người ở phía dưới có tầm nhìn hạn hẹp về thế giới này, lại thêm việc bị giới hạn việc thăng cấp, nên bọn họ nhiều khi chỉ biết tự chịu đựng sự bất công chứ không biết làm sao để biểu đạt nó ra, cũng như không có năng lực để phản kháng. Nhưng không có nghĩa họ là đồ ngốc, bọn họ cái gì cũng hiểu. Họ biết rằng cuộc sống ngày càng khó khăn. Lúc này chúng ta cần phải nghĩ cách dẫn dắt bọn họ, đốt lên nhóm hoa lửa trong lòng bọn họ, để rồi thắp sáng cả vũ trụ. Nói đoạn, cô ta nghĩ một chút rồi mới tiếp lời, ta nghĩ cho cô một câu khẩu hiệu, đó là, lật đổ tất cả thế lực xâm lấn, xây dựng vũ trụ hòa bình. Mục Khoản. Toại Cổ Kim nói tiếp, trở lại vấn đề khi nãy, phải làm sao mới có được sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất. Rất đơn giản. Lợi ích của viện trưởng chính là lợi ích của bọn họ, mà khi có người xâm hại viện trưởng, thì chẳng khác nào đang xâm hại lợi ích của bọn họ. Nếu tuyên truyền được đến mức đó thì không cần gắn khẩu hiệu nữa, tất cả người của vũ trụ quan huyên đều sẽ chủ động liều mạng với kẻ địch của hắn. Nhất định phải làm tới mức khiến họ nghĩ rằng giết viện trưởng chẳng khác nào giết cha mẹ. Mục Khoản do dự một chốc mới lo lắng nói, Toại các chủ, sẽ không quá cực đoan chứ. Toại Cổ Kim nhìn cô ta một cái, từ cổ chí kim, có vị đế vương khai quốc nào chỉ dựa vào lòng nhân ái và tình yêu thương để xây dựng cơ đồ. Cô nên biết chuyện các cô đang làm là thay đổi vũ trụ, chứ không phải một đất nước nào đó. Ta còn có cách cực đoan hơn, nhưng sợ các cô không tiếp thu được nên ta không nói. Mục Khoản. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, mượn sức mạnh chúng sinh, đẹp yên vũ trụ. Lúc cô ta nói câu này, trong mắt như ánh lên tia sáng. Mục Khoản nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim nói, nếu như hắn không làm những việc đó thì đã có thể chiến đấu một mình. Ví như lần này hắn đại chiến với cựu thổ,
những thế lực hắn thống trị có giúp đỡ được tí tẹo nào không? Căn bản là không hề, tại sao? Bởi vì những thế lực hắn thống trị cho đến bây giờ đều không thật sự trung thành với hắn, thậm chí hắn đang làm gì bọn họ cũng không biết. Nói xong, cô ta nhìn Mục Khoản, gió chợt thổi lên, từng thích thầm người nào chưa? Mục Khoản ngạc nhiên, Toại Cổ Kim nói, có nhiều người khi thích thầm ai đó lại không dám nói, cũng không dám làm, cứ một mình ôm tình cảm vào lòng. Thì có ích gì, trông như đứa ngu. Sắc mặt Mục Khoản có hơi không dễ nhìn. Toại Cổ Kim nói, nếu như cô còn không thay đổi thì cô sẽ phát hiện ra, cho dù hắn có thu nhập được bao nhiêu nền văn minh và thế lực cũng đều vô ích. Bởi vì những nền văn minh và thế lực đó chắc chắn không thể chạy theo kịp bước chân của hắn, chỉ có khi trật tự của hắn là trật tự mà tất cả chúng sinh muốn thành lập, muốn hòa cùng lợi ích với hắn. Thì khi ấy lúc hắn đánh nhau, hắn sẽ thu nhận được sức mạnh tín ngưỡng vô cùng thuần túy. Đừng nói kẻ địch động vào viện trưởng, cha đẻ động vào họ cũng có thể chôn luôn cha đẻ. Mục Khoản. Mục Khoản nghe những gì Toại Cổ Kim nói, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, càng suy nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Bây giờ thập hoang và cấm địa cổ hoang đã đạt được sự phát triển vượt bậc, cho dù là các tông môn thế gia hàng đầu, hay là những người thuộc tầng lớp thấp kém ở bên dưới cũng đều đạt được lợi ích to lớn. Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào bản thân bọn họ thôi thì có lẽ cả đời này cũng không thể đạt được lợi ích này. Nhưng Diệp Quân thì sao? Hắn đã có được sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất của cả cấm địa cổ hoang và nền văn minh Bỉ Ngạn hay chưa? Chưa hề. Tiểu tháp của Diệp Quân có vô số đế nguyên mạch cực phẩm, lấy sức lực của một người mà cấp dưỡng cho thập hoang, cấm địa cổ hoang và nền văn minh Bỉ Ngạn, nhưng lại không nhận được sự đền đáp xứng đáp. Hơn nữa, bây giờ các tông môn thế gia và vô số người đều đang đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, thậm chí còn có một số người ích kỷ còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để có được nhiều lợi ích hơn từ Diệp Quân. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, nghèo thành giàu thì dễ, mà từ giàu thành nghèo thì khó. Một khi bọn họ đã quen với mọi sự trợ giúp của viện trưởng, rồi đến một ngày nào đó viện trưởng không còn trợ giúp bọn họ nữa thì bọn họ sẽ sinh hận, hận ông trời, cũng hận viện trưởng. Nhân cách con người chính là như vậy, giúp họ nhiều họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Sắc mặt Mục Khoản phức tạp. Toại Cổ Kim nói, trước khi sự việc vẫn chưa thối nát đến mức độ đấy, chúng ta cần phải thay đổi. Thay đổi này giống như vừa nãy ta đã nói đó là làm công tác tư tưởng cho tất cả mọi người. Không ngừng nhấn mạnh, không ngừng tuyên truyền, để bọn họ hiểu rằng chỉ có trật tự mới mà viện trưởng thiết lập thì bọn họ mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Nếu như viện trưởng thất bại, thì tất cả lợi ích mà bây giờ họ có được đều sẽ biến mất. Nói đến đây, cô ta nhìn Mục Khoản, giống như lần này, chúng ta có thể đứng vững mà sống sót ở cựu thổ là nhờ ai? Mục Khoản trầm giọng đáp, viện trưởng. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Mục Khoản, nếu ta là hắn. Ta sẽ đuổi hết tất cả những người trong nội các lâm thời đi, bao gồm cả cô. Mục Khoản khiếp sợ nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt hơi gợn sóng, nhẹ giọng nói, năm đó cựu thổ ta để có thể đứng vững ở đây mà đã đánh một trận chiến lập quốc. Cô có biết trận chiến ấy tàn khốc như thế nào không? Trong trận chiến ấy, nền văn minh Toại Minh ta đã chết không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới đổi lại được một chỗ đứng ở cựu thổ. Mà bây giờ bởi vì hắn mà bọn họ không cần phải hy sinh thứ gì, trực tiếp có thể có chỗ đứng ở cựu thổ. Nhưng ta lại không cảm nhận được một chút cảm kích nào từ trong mắt của các người, bao gồm cả cô. Nói cách khác, bây giờ các người đã coi những gì mà hắn bỏ ra là điều hiển nhiên rồi. Sắc mặt Mục Khoản trăng bệch. Toại Cổ Kim nói tiếp, thứ gì càng dễ dàng có được thì càng không biết trân trọng, đây chính là nhân tính. Việc bây giờ cô cần làm là khiến cho chúng sinh hiểu ra rằng tất cả những thứ mà bây giờ bọn họ có được đều là do viện trưởng. Nếu không có viện trưởng thì bọn họ sẽ chẳng có gì cả, tất nhiên, điều này cũng là sự thật, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu không có hắn, thì các người đừng nói đến việc có chỗ đứng ở cựu thổ, đến ngay cả tư cách để cựu thổ liếc nhìn một cái cũng không có. Sắc mặt Mục Khoản càng trắng bệch. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, từ bây giờ... Việc cần chú trọng là lợi dụng mọi cơ hội để dần dần làm phong phú khẩu hiệu đơn giản và nội dung trong quyển trục, ý nghĩa cũng dần trở lên rõ ràng để chúng sinh trong vũ trụ quan huyền đều hiểu rằng mọi thứ có được đều không dễ dàng, viện trưởng cũng không dễ dàng. Phải khiến cho bọn họ hiểu, trật tự mà viện trưởng thiết lập ra chính là vì bọn họ, không có trật tự này, thì chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Mục Khoản gật đầu, ta hiểu rồi. Toại Cổ Kim liếc nhìn cô ta rồi xoay người biến mất. Mục Khoản thở dài thật sâu. Cô ta biết,
cô nương trước mặt này căn bản không xem trọng cô ta. Nếu không phải vì Diệp Quân thì sợ rằng cô nương này cũng không thèm chuyện với cô ta dù chỉ một câu. Nhưng suy nghĩ kỹ thì những gì cô ta nói đều có lý. Không có Diệp Quân thì liệu cựu thổ có nhìn thẳng vào thập hoang và cấm địa cổ hoang không? Mục Khoản hít một hơi thật sâu, cô ta nhìn quyển trục trong tay mình, ánh mắt lộ ra sự kiên định mà trước nay chưa từng có. Cô ta biết, cái liếc mắt mà người phụ nữ đó nhìn cô ta khi rời đi, chính là đang nói với cô ta rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng của Mục Khoản cô. Làm tốt thì lưu danh thiên cổ. Làm không tốt thì lập tức cút xéo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toại cổ kim đến phi tiên lâu. Vừa bước vào lầu thì Chu lão quản sự đã xuất hiện trước mặt cô ta. Toại cổ kim chỉ khẽ gật đầu, không nói gì rồi đi lên lầu. Chu lão đột nhiên nói, Toại cô nương, Diệp công tử rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu ta nương nhờ hắn thì ta thực sự có thể tiến xa hơn được sao? Toại cổ kim quay đầu liếc nhìn Chu lão, không cần nữa. Chu lão sửng sốt. Toại cổ kim xoay người đi về phía trước, hắn đã không còn cần ông nữa rồi. Chu lão. Toại cổ kim đi tới lầu thứ 9, trong lầu thứ 9 có 4 người đang ngồi, chính là tứ đại vực chủ của tiên vực. Vực chủ của tiên vực Thiên Phủ Tả Gian, vực chủ của tiên vực Thiên Mạc Chiếu Mạc, vực chủ của tiên vực Vô Gian Mục Vô Gian và thương qua của tiên vực Thương Hải. Vực chủ của tứ đại tiên vực cùng tề tựu. Thấy toại cổ kim đến, tứ đại vực chủ đều đồng loạt đứng dậy nhìn cô ta. Toại cổ kim đi tới trước mặt họ rồi ngồi xuống, nói, bốn vị cùng mời ta tới đây là có việc gì? Tả Gian cười nói, toại cô nương, chúng ta muốn cùng hợp tác với Diệp công tử. Khi biết Diệp quân thực sự đã gia nhập cựu thổ, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ không ngờ rằng cựu thổ lại để cho Diệp quân gia nhập. Toại cổ kim hỏi, tả vực chủ, ông không sợ chủ nhân bút đại đạo sao? Tả Gian không hề do dự đáp sợ. Toại cổ kim nhìn tả Gian cười nói, nhưng chúng ta vẫn muốn lựa chọn Diệp công tử. Lý do thì rất đơn giản. Đó là vì chủ nhân bút đại đạo xem thường bọn ta, không hề coi bọn ta là người. Nếu lúc đầu không phải ông ta giữ lại một tia lý trí mà cứ như vậy chống lại Diệp quân thì sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân bút đại đạo thực sự biết lừa người mà. Vực chủ Trừ Mạc của tiên vực Thiên Mạc cũng khẽ gật đầu, Diệp công tử còn trẻ, càng dễ gần hơn chút. Vực chủ Mục Vô Gian của tiên vực Thiên Gian cũng phụ họa, toại cô nương, cô là người thông minh. Bọn ta cũng không nói vòng vo với cô nữa. Có người đang chơi ván cờ này, mấy lão già bọn ta cũng tự lượng sức mình, không làm nổi người chơi cờ. Nhưng việc này có liên quan tới nền văn minh tổ, chủ chung của vũ trụ. Bọn ta không muốn hậu quả, cũng không cam lòng. Vì vậy bọn ta muốn chọn một vị minh chủ, không muốn trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Toại cổ kim nói, các ông hẳn là rất tò mò tại sao cựu thổ bọn ta lại chọn hắn, đúng không? Mục Vô Gian cười đáp, đúng vậy. Toại cổ kim cũng không vòng vo với bọn họ, ta dẫn bốn vị tới một nơi. Dứt lời, cô ta trực tiếp dẫn bốn người vào trong tiểu tháp. Sau khi vào trong tiểu tháp, bốn người đều biến sắc. Toại cổ kim nhìn họ, đây không phải là nghịch chuyển thời gian mà là tạo lập thời gian. Nghe vậy, bốn người đều kinh hãi, bọn họ vội vàng thả thần thức đi kiểm tra kỹ thời không này. Dần dần, sắc mặt của họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng đây là nghịch chuyển thời gian, tất nhiên chỉ như vậy cũng đã rất nghịch thiên rồi, vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, đây căn bản không phải là nghịch chuyển thời gian, mà là tạo lập ra một thời gian hoàn toàn mới. Toại cổ kim lại nói hắn chính là chủ chung của vũ trụ chuyển thế. Bốn người vội vàng nhìn toại cổ kim bình tĩnh đáp, cho dù các người có tin hay không, dù sao thì ta cũng không tin. Tiểu tháp. Chủ chung của vũ trụ. Chủ nhân văn minh của nền văn minh tổ sao. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lời này của Diệp quân tất nhiên bọn họ sẽ có phần không tin tưởng lắm. Nhưng không cần nghi ngờ gì nữa, tên này rất có thể đến từ nền văn minh tổ, cũng có thể đến từ một nền văn minh vũ trụ khác cũng vô cùng cường đại. Bởi vì tiểu tháp này thực sự quá nghịch thiên rồi. Tâm trạng của bốn người như thủy triều. Toại cổ kim dẫn bốn người rời khỏi tiểu tháp, trong phòng. Cô ta nhìn họ, bốn vị có thể nói rõ với ta rồi. Bốn người đều im lặng. Toại cổ kim lại nói, thực ra cá nhân ta kiến nghị bốn vị nên đứng ngoài cuộc. Bởi vì cuộc tranh chấp đại đạo này có liên quan đến quá nhiều thứ.
mà trước mắt, chỉ có vài người là rõ ràng, còn đâu vẫn là một ẩn số. Lúc này bốn vị chen vào. Thực sự có phần không sáng suốt. Vực chủ Thương Qua đột nhiên hỏi, vậy tại sao Toại cô nương lại nhúng tay vào lúc này? Toại cổ kim liếc nhìn ông ta, liều một phen. Liều một phen. Thương Qua yên lặng, lúc này nhảy vào, tất nhiên là muốn liều một phen. Thành công, tất nhiên sẽ lên một tầng cao mới, thậm chí là mấy tầng cao mới. Thất bại, tất nhiên là mộ mọc đầy cỏ rồi. Lựa chọn thế nào đây? Trong lúc họ còn đang do dự thì Toại cổ kim đã xoay người rời đi. Tả Gian vội gọi, Toại cô nương. Toại cổ kim nói, các người đừng nghĩ liệu bây giờ có nên đi theo hắn hay không, mà nên suy nghĩ xem liệu hắn có cần các người hay không đã. Bốn người đều cả kinh. Tả Gian vội gọi, Toại các chủ, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng đi. Ba vị vực chủ còn lại cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Một canh giờ sau, Toại cổ kim rời khỏi Phi Tiên Lâu. Cô ta đến tế đàn thần võ, ở giữa trận pháp, Diệp Quân vẫn đang tu luyện. Khoảng thời gian này, Diệp Quân đã trở thành kẻ tu luyện điên cuồng, mà dưới sự rèn luyện của các cường giả của nền văn minh Toại Minh, thực lực của hắn tất nhiên cũng ngày càng đáng sợ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Quân rời khỏi tế đàn thần võ, hắn đi tới trước mặt Toại cổ kim, cười gọi Toại cô nương. Toại cổ kim mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp và kiếm thanh huyên bay về trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hỏi, không cần nữa sao? Toại cổ kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân mỉm cười, sau đó cất tiểu tháp và kiếm thanh huyên đi. Toại cổ kim hỏi, thực lực bây giờ của ngươi thế nào rồi? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi đáp, sức chiến đấu cụ thể thì ta không rõ, nhưng cường giả ở cấp bậc cảnh giới bất hủ. Đế chủ bây giờ đã hoàn toàn không đủ với ta rồi. Toại cổ kim khẽ gật đầu, mặc dù không đủ, nhưng bây giờ tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Quân nói, bao giờ chúng ta đến di tích tiên phủ của tỉnh vực sáng sinh? Toại cổ kim đáp, bây giờ. Diệp Quân cười nói, đi thôi. Tỉnh vực sáng sinh. Trong tinh không, ngân hà rực rỡ, Diệp Quân và Toại cổ kim từ từ bước đi. Diệp Quân mặc bộ đồ trắng sạch sẽ, quanh eo thắt một dải duy băng màu tím, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, có thể là vì đọc sách quá nhiều. Nên trên người có rất ít dấu tích của kiếm tu, không có tí sắc bén nào, khí chất nho nhã chiếm phần hơn, cộng thêm dáng vẻ đường đường trên người hắn, trong mỗi lời nói hành động, đều thể hiện sự ôn tồn lễ độ, không giống kẻ thiển cận tầm thường. Cạnh hắn, hôm nay Toại cổ kim mặc một bộ váy dài màu đen, váy cô đọng như mực, bên trên không có họa tiết gì, toát lên vẻ nghiêm túc, cộng thêm vẻ nói năng thận trọng trên người cô ta, ánh mắt luôn như làn nước mùa thu không có sự sống. Điều này càng khiến cô ta trông có vẻ khó gần hơn. Diệp Quân đột nhiên nói, Toại cô nương, ta muốn hỏi thăm cô một việc. Toại cổ kim nói, người muốn hỏi chủ nền văn minh của ba nền văn minh lớn trong cựu thổ. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, dường như cô gái này luôn có thể nhìn thấu người khác. Toại cổ kim không quan tâm tới ánh mắt của Diệp Quân, từ từ nói, với bọn họ mà nói, thật ra nền văn minh phía sau đã không còn quan trọng nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, vì đi quá nhanh. Toại cổ kim nói, là đi quá xa, bọn họ cách chúng ta quá xa, với bọn họ mà nói, nền văn minh phía sau chỉ là một gánh nặng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, con đường võ đạo này, chung quy cũng là cô đơn, đi càng xa, người bên cạnh càng ít. Toại cổ kim đột nhiên nói, Quân vẫn thư thả dạo chơi trên đường tới thiên đường đấy, đừng phí thời gian như trẻ con chơi trong bùn nữa. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại cổ kim. Toại cổ kim lại không nói gì nữa. Diệp Quân khẽ cười, cuối cùng vẫn phải thử xem. Toại cổ kim gật đầu, không khuyên nữa, có một số việc, nói sớm không có ý nghĩa, chỉ tới lúc đó, mới hiểu nhiều khi. Thứ muốn và thứ phải bỏ, không giống nhau. Diệp Quân nói, Toại cô nương, ta rất muốn nghe xem suy nghĩ của cô về việc ta muốn thành lập trật tự này. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân nói ra cũng không sao cả. Toại cổ kim vẫn lắc đầu. Diệp Quân gật đầu, không ép buộc nữa, được. Toại cổ kim ngẩng đầu nhìn nơi xa, cuối tầm mắt, một ánh sao đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sao kia đã xuất hiện trước mặt hai người. Khi ánh sao biến mất, một cô gái mặc đồ đen từ từ đi ra, cô ta cung kính hành lễ với Toại cổ kim, các chủ. Toại cổ kim gật đầu. Cô gái đồ đen cung kính nói, theo dặn dò của ngài, chúng ta không phong ấn bí cảnh tiên phủ kia, đoạn thời gian này. Có vô số nền văn minh và thế lực không ngừng vào trong,
nhưng không ai có thể ra ngoài, rơi hết vào trong đó rồi. Toại cổ kim nói, người của chúng ta có ai vào không? Cô gái đầu đen nói, không có. Toại cổ kim gật đầu, người lùi đi. Cô gái đầu đen cúi đầu thật sâu, lặng lẽ biến mất tại chỗ. Hai người đi về nơi xa. Diệp Quân đột nhiên nói, toại cô nương, Thương Hồng Y kia không có động tĩnh gì à? Toại cổ kim nói, không có. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, e là đám đàn bà này muốn cho mình một ngạt mà. Toại cổ kim nói, lấy tĩnh chế động. Diệp Quân gật đầu, chỉ đành như vậy. Chẳng mấy chốc, hai người tới chỗ sâu trong núi, hai người đứng trên đỉnh núi, cuối tầm mắt, ở đó có một cánh cổng đá to lớn nằm ở chân trời, vắt ngang từ đông sang tây, cực kỳ hùng vĩ. Cổng đá có chút đổ nát, bên trong là một mảnh hư vô. Diệp Quân phân tán thần thức của mình ra, sau đó, thần thức của hắn vừa vào trong cánh cổng đá đã biến mất không còn gì. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Toại cổ kim nói, đi. Hai người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước cánh cổng đá, nhìn gần, cánh cổng đá này thật sự vô cùng hùng vĩ. Diệp Quân cẩn thận đánh giá cánh cổng đá này, trên cánh cổng, vẽ mấy bức hoa văn về nhân vật cổ xưa, những nhân vật. Này mặc da thú, giơ đuốc, đang nhìn bức tường. Xung quanh có rất nhiều người, thực lực không thấp, nhưng lúc này, không ai dám vào trong. Từ khi phát hiện đến giờ, số cường giả vào trong di tích tiên phủ này đã hơn chục ngàn người, người vào trong, ai không sống đi ra, bao gồm cả cường giả cảnh giới đế chủ. Toại cổ kim nói, đi. Nói rồi, cô ta và Diệp Quân biến mất tại chỗ. Lại có hai tên tìm đường chết. Ở hiện trường, mọi người lắc đầu. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân và Toại cổ kim xuất hiện trong một tòa thành cổ, trong thành đổ nát tan hoang, đầy dẫy thương tích. Như gặp phải một trận đại chiến. Hai người theo đường đi về phía trước, cả tòa thành cổ yên tĩnh như chết. Diệp Quân nhìn xung quanh, thần thức của hắn tản ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, ở đây thần thức không có tác dụng. Toại cổ kim quét mắt nhìn bốn phía, lông mày cau lại. Ai? Ở trước bậc đá, một người đàn ông nằm trên đất than khóc đau khổ, chỉ thấy trước ngực gã có một cái lỗ lớn, bên trong có một ngọn lửa màu đồng cổ cháy hừng hực. Còn thân xác và thần hồn của gã đang tan biến từng chút một. Lúc nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Quân hơi kinh ngạc, vì người này là một cường giả cảnh giới đế chủ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân và Toại cổ kim, dường như gã đã nhìn thấy cứu tinh, gã vừa định mở miệng, thân xác và thần hồn của gã đã thành cho bụi. Phù! Ngọn lửa màu đồng cổ đột nhiên lao về phía Toại cổ kim như sấm sét. Trong lòng Diệp Quân kinh ngạc, hắn kéo Toại cổ kim ra sau người. Vung một kiếm ra. Ầm, ngọn lửa màu đồng cổ kia bị nhát kiếm đóng đinh tại chỗ, nhưng nháy mắt, ngọn lửa màu đồng cổ đã bao phủ kiếm Thanh Huyên, muốn đốt cháy nó. Diệp Quân thả kiếm Thanh Huyên ra, mặc cho nó đốt cháy. Sau khi đốt một lát, ngọn lửa màu đồng cổ phát hiện hình như không có tác dụng, lập tức hóa thành một ánh lửa bay về trước đại điện đồng cổ, sau đó vững vàng hạ xuống một trong những cột đá. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn. Trước đại điện đồng cổ kia, có bốn cột đá sừng sững, trên mỗi cột đá đều có một ngọn lửa trôi nổi, màu sắc khác biệt, dẫn đầu hai bên trái phải, lần lượt là một ngọn lửa màu đồng cổ và một ngọn lửa màu trong xanh, còn hai cột đá bên dưới lần lượt là một ngọn lửa đỏ như máu cùng một ngọn lửa màu đen vàng. Diệp Quân nhìn bốn cột đá, hơi kinh ngạc, đây là thứ gì? Toại cổ kim nói, đi xem. Diệp Quân gật đầu, Hai người đi lên bậc đá. Trong nháy mắt khi họ bước lên bậc đá, một ngọn lửa màu trong xanh bỗng lan từ chân bậc đá xuống. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, phẩy tay áo, kiếm Thanh Huyên đánh thẳng tới. Vừa đánh nhát kiếm này ra, ngọn lửa màu trong xanh đã bị xé rách thành một cái lỗ lớn. Diệp Quân và Toại cổ kim lại giẫm lên một bước lần nữa, vừa hạ chân xuống, đã tới trước đại điện màu đồng cổ. Đúng lúc này, bốn ngọn lửa bỗng bùng lên trên những cột đá. Xông thẳng về phía Diệp Quân và Toại cổ kim, muốn cắn xé bọn họ. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, cầm kiếm chặn trước ngực, vô số trật tự kiếm ý tràn ra, nháy mắt đã khiến bốn ngọn lửa phải rút lui, nhưng bốn ngọn lửa không chịu để yên, điên cuồng xông về phía hai người. Tay phải của Diệp Quân đột nhiên xoay tròn, một luồng kiếm thế đáng sợ rung chuyển, bốn ngọn lửa bị đánh bay. Bốn ngọn lửa vẫn muốn xông về phía Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay ra. Tiểu tháp xuất hiện trong tay. Hắn hướng về phía bốn ngọn lửa,
hô một tiếng thu. Một luồng kim quang tuôn ra, chớp mắt, bốn ngọn lửa đã bị thu vào tiểu tháp, sau đó bị tiểu tháp đàn áp. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân. Diệp Quân quan sát tiểu tháp trong tay, cười nói, sau khi tháp gia của ta được thăng cấp, đúng là khác hẳn ha. Sau khi tiểu tháp được cha Diệp Quân thăng cấp, bây giờ đã có một công năng nuốt trời, là thu được mọi thứ, chỉ cần thứ có thể bị nó thu vào, đều sẽ bị nó đàn áp. Bây giờ nó cũng có pháp tắc đại đạo của riêng mình rồi. Tháp đạo. Có điều, cái này cũng cần nó tự tu luyện mài giữa, ông ấy chỉ cho nó chức năng như vậy, cuối cùng có thể phát huy được bao nhiêu, vẫn phải xem chính nó. Như bây giờ ấy, nó không thu được kiếm thanh huyên vào. Diệp Quân nhìn cửa đại điện trước mặt, cửa lớn đóng chặt. Hắn đưa tiểu tháp cho Toại Cổ Kim, cô cầm đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân đặt thẳng cái tháp vào tay cô ta, sau khi tháp này được ta sửa đổi, năng lực phòng ngự cũng được nâng cao hơn nhiều, nếu có biến, nó có thể bảo vệ cô. Nói rồi, hắn xách kiếm thanh huyên đi về phía cánh cửa đồng. Vì không thi triển thần thức được, do đó, hắn cũng không cảm nhận được sau cánh cửa đồng có gì. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại thấy hơi bất an. Cầm kiếm thanh huyên mà hắn cũng thấy bất an, không cần nghĩ, lần này chắc chắn có nguy hiểm. Chẳng qua, bây giờ thực lực của hắn đã khác xưa, do đó, hắn cũng không sợ. Tay cầm kiếm thanh huyên của hắn bỗng đâm một kiếm về phía cánh cửa đồng. Nhát kiếm hung hăng đâm vào cánh cửa đồng, chỉ nghe một tiếng trong trẻo, cánh cửa đồng rung chuyển kịch liệt, tiếp đó xuất hiện hàng loạt vết rạn. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp, tay phải cầm kiếm bỗng xoay tròn, chỉ cần một kiếm đã khiến cánh cửa đồng này hoàn toàn vỡ nát, nhưng đúng lúc này, cả đại điện đồng cổ bỗng rung chuyển dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo, không biết Diệp Quân cảm nhận được gì, bỗng lùi lại trước mặt Toại Cổ Kim, hắn nắm lấy Toại Cổ Kim rồi xoay người chạy đi, đúng lúc này, một cây giáo đồng đột nhiên lao ra từ trong điện, nháy mắt đã tới sau người Diệp Quân và Toại Cổ Kim, Diệp Quân bỗng xoay người đâm kiếm về phía trước. Ầm ầm. Kiếm quang tan vỡ. Diệp Quân và Toại Cổ Kim bị đánh bay đi, cú bay làn, bay thẳng ra ngoài thành cổ, cuối cùng, hai người nặng nề rơi xuống đất, cả mặt đất sụp đổ, biến thành một mảnh vực thẳm. Lúc này Diệp Quân bỗng hơi rùng mình, hắn nhìn Toại Cổ Kim, ánh mắt Toại Cổ Kim lạnh như băng. Diệp Quân không để tâm đến gì nữa, lập tức lao đến trước mặt cô ta, sau đó ôm cô ta bỏ chạy, vì sức mạnh đáng sợ đó nên lúc này khu vực mặt đất mà họ đang đứng đã sụp đổ. Hắn không dám ngự kiếm, càng không dám giải phóng sức mạnh của mình, vì hắn sợ sẽ thu hút sự chú ý của cường giả đáng sợ đó, nếu đối phương cho hắn thêm một nhát thương nữa thì sẽ gặp rắc rối lớn, vì hắn cảm nhận được rất rõ khí tức đó mạnh hơn lúc bắt đầu ít nhất mấy lần. Diệp Quân ôm Toại Cổ Kim điên cuồng chạy đi, chạy một hồi hắn nhận ra có gì đó không đúng, vì tay phải hắn cảm thấy mềm mềm. Trong tình huống cấp bách tay hắn đã nắm lấy thứ không nên nắm. Hắn có thể giơ tay lên thề. Hắn không cố ý thật. Không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Toại Cổ Kim, nhưng lúc này hắn không để ý. Nhiều như vậy, dẫn Toại Cổ Kim chạy đi. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì cả, lúc này tay đổi vị trí đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có thể để nguyên đó, trước điện cổ vàng đồng. Người đàn ông đó chậm rãi bước xuống, thế nhưng khi ông ta đang định bước xuống bậc thang, điện cổ vàng đồng phía sau ông ta bỗng rung lên, người đàn ông như nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, sau đó ông ta quay lại quỳ xuống, cả người run lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lúc này khí tức đáng sợ bao phủ cả đất trời cũng biến mất, nhưng tu vi của hàng vạn sinh linh vẫn chưa hồi phục. Ở một bên khác, Diệp Quân thở phào sau khi cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đó biến mất, hắn dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tay hắn đang để trên cái thứ đó, cảm giác từ đầu ngón tay thật khó tả, vừa nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy trước đó, máu toàn thân hắn dâng trào, mặt đỏ bừng như lửa. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế sự nóng bức và xao động trong lòng xuống, hắn nhẹ nhàng đặt Toại Cổ Kim xuống, nhìn thân hình tuyệt đẹp trước mắt, xao động vừa được kiềm chế lại dâng trào lần nữa, không chỉ vậy, toàn thân hắn cũng trở nên nóng bức. Thân hình tuyệt đẹp này như một tác phẩm nghệ thuật, không tì vết. Diệp Quân lại đè nén tà niệm xuống bằng ý chí cực lớn, hắn xòe lòng bàn tay ra, một bộ váy xuất hiện trong tay hắn, hắn khoác bộ váy đó cho Toại Cổ Kim, sau đó quay người đi nói, Toại cô nương, cô mặc vào đi. Toại Cổ Kim không nói gì, im lặng mặc váy vào. Một lúc sau,
Hai người ngồi xuống, Toại Cổ Kim vẫn không cảm xúc, không nói gì. Diệp Quân phá vỡ sự im lặng này, Toại cô nương, vừa rồi là chuyện cấp bách, ta không cố ý. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân cũng hơi đau đầu, hắn không muốn xa cách với đối phương vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng người phụ nữ trước mặt này lại vô cùng thông minh, hắn biết dù có giải thích thế nào cũng vô ích, dù gì hắn cũng đã nhìn thấy, cũng chạm vào cô ta. Lúc này Toại Cổ Kim bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô ta cứ nhìn thế, không nói gì. Diệp Quân bị cô ta nhìn chăm chăm cảm thấy hơi mất tự nhiên, đang lúc không biết phải làm sao, Toại Cổ Kim nói, trước mặt không phải cố ý, sau đó thì sao? Diệp Quân vội nói, sau đó dĩ nhiên cũng không phải cố ý, tình hình cấp bách, ta không nghĩ nhiều như thế, ta là kiếm tu. Cảm nhận được ánh mắt Toại Cổ Kim ngày càng lạnh lùng, Diệp Quân do dự một lát rồi nói, sau đó dĩ nhiên là có thể buông tay, nhưng ta sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều nên. Toại Cổ Kim bỗng lạnh nhạt nói, qua rồi. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim lại không nói gì nữa. Diệp Quân cũng không tiện nói gì thêm. Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn hướng điện vàng đồng đó, khí tức đó có liên quan đến người bên trong điện. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói rồi hắn cũng nhìn hướng điện vàng đồng đó, người đó rất mạnh, chúng ta đi khỏi đây trước. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân đứng lên đang định rời đi, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn xoay người nhìn Toại Cổ Kim lại ngồi bất động. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn thấy trên chân Toại Cổ Kim có vết máu, có lẽ là bị thương ở trong hồ trước đó. Diệp Quân không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, tay phải cách không trung chữa trị cái chân bị thương của cô ta, huyền khí trào ra. Chẳng mấy chốc, vết thương của Toại Cổ Kim đã ổn hơn. Toại Cổ Kim nhìn nơi nào đó ở chân trời, sau đó nói, đến điện cổ vàng đồng. Diệp Quân sửng sốt. Toại Cổ Kim nói, cõng ta. Nói rồi cô ta không đợi Diệp Quân lên tiếng đã trèo lên lưng Diệp Quân. Cảm nhận được hai sự mềm mại cọ sát ở khoảng cách gần trên lưng, trái tim Diệp Quân đập loạn. Sinh linh ở cả tinh vực sáng sinh đều ngơ ngác, chuyện gì thế này? Lúc này hàng vạn sinh linh đều ngơ ngác, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước điện đồng cổ, sau khi cái chân kia bước ra, cái chân thứ hai cũng chậm rãi bước đi theo, là một người đàn ông mặc áo gấm màu xám, thắt lưng màu đen, mày đẹp mắt phượng, rất tuấn tú. Trong tay ông ta cầm một cây thương dài màu cổ đồng. Sau khi người đàn ông bước ra, hình như ông ta vừa mới tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng, một hồi lâu sau như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ, mất rồi, đều mất hết rồi. Ông ta chậm rãi bước đến bậc thềm trước mặt, cứ thế im lặng không nói. Trong vực sâu, Diệp Quân đau đớn lắc đầu, đòn tấn công vừa rồi suýt nữa đã khiến hắn ngất xỉu. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đã giảm bớt, nhưng nghĩ tới điều gì đó, hắn vội vàng quay lại nhìn thấy Toại Cổ Kim đang nằm cách đó không xa, hắn giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đến. Toại Cổ Kim đã bất tỉnh, không chỉ thế, trên người cô ta còn bị nứt nẻ, máu không ngừng rỉ ra. Quần áo cũng ướt đẫm máu. Diệp Quân nhanh chóng đỡ cô ta dậy, đặt tay phải lên bụng Toại Cổ Kim, từng luồng huyền khí tràn vào cơ thể cô ta. Tu vi của hắn không biến mất, vì hắn không tu luyện cảnh giới. Sau khi huyền khí của hắn tràn vào cơ thể cô ta, thân xác Toại Cổ Kim bắt đầu hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh. Diệp Quân nhíu mày, tháp ra, chuyện gì thế? Tiểu tháp trầm giọng nói, cô nương này yếu quá. Mặc dù ta đã chặn lại phần lớn sức mạnh của cô ta nhưng cô ta vẫn không chịu nổi phần sức mạnh còn lại, thần hồn của cô ta đã bị tổn thương nặng nề. Diệp Quân sầm mặt, hắn xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, tâm niệm hắn thay đổi, kiếm thanh huyên bay vào trong người cô ta. Sau khi được kiếm thanh huyên giúp đỡ, linh hồn của Toại Cổ Kim dần hồi phục như thường, không lâu sau cô ta mở mắt ra. Diệp Quân cười nói, tỉnh rồi à? Toại Cổ Kim khẽ gật đầu, cô ta định đứng dậy nhưng lại thấy chẳng có chút tu vi nào, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nói, sao thế? Toại Cổ Kim nhíu mày, tu vi của ta không còn nữa. Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn cảm nhận được xung quanh có gì đó, sau một lát sắc mặt hắn tối sầm lại, xung quanh có một loại sức mạnh pháp tắc đại đạo bí ẩn. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, tu vi của ngươi vẫn còn à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Ánh mắt Toại Cổ Kim đầy vẻ khó hiểu. Diệp Quân nói, có thể là do ta không tu cảnh giới. Toại Cổ Kim gật đầu, có lẽ thế.
Diệp Quân nhìn vực thẳm xung quanh, chúng ta rời khỏi đây trước. Nói rồi hắn ôm Toại Cổ Kim lên, Toại Cổ Kim hơi mất tự nhiên nhưng cũng không nói gì. Diệp Quân ôm Toại Cổ Kim rời khỏi đáy vực thẳm ra đến bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía điện đồng ở phía xa, nhưng không thể nhìn thấy gì vì ở đây thần thức của hắn đã bị phong tỏa. Diệp Quân thu lại tầm nhìn, cô thay đồ trước đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, đi đâu để thay chứ? Diệp Quân nói, trong tiểu tháp. Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quân cười khổ, cô yên tâm, tháp ra sẽ không nhìn. Lén đâu, Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu. Tiểu tháp lập tức nói, đại tỷ, ta lại chẳng phải người, ta chỉ là một cái tháp, đối với ta, phụ nữ chẳng không khác gì con khỉ cả. Mẹ nó chứ, cô ta không sợ ta nhìn lén, mà là sợ tên nhóc ngươi nhìn lén mới phải. Diệp Quân. Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn phía xa, cách đó không xa không có một cái hồ, ta đến bên kia. Diệp Quân gật đầu, được rồi. Nói rồi hắn ôm Toại Cổ Kim đi về phía cái hồ ở phía xa, hồ không lớn như một khối ngọc bích. Diệp Quân đặt cô ta xuống. Toại Cổ Kim lấy chiếc nhẫn trên tay mình rồi đưa cho hắn, Diệp Quân hiểu ý cô ta, nhận lấy chiếc nhẫn, tâm niệm thay đổi, một chiếc váy màu xanh lá cây mới toanh xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa chiếc váy màu xanh cho Toại Cổ Kim, sau đó quay người rời đi. Toại Cổ Kim bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân dừng bước, xoay người nhìn cô ta, Toại Cổ Kim nói, phong ấn tiểu tháp của ngươi. Tiểu tháp bỗng hét lên, cái quái gì vậy? Cô sỉ nhục một tòa tháp như vậy cũng được sao? Ta là một cái tháp, ta chỉ là một cái tháp, ta không phải người, ta không phải người. Cô đề phòng ta làm gì? Người cô phải đề phòng là tên nhóc này đấy. Diệp Quân phong ấn tháp ra, sau đó nói, cô tắm trước đi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Thấy Diệp Quân đi đến cái dốc nghiêng ở đằng xa, lúc này cô ta mới chậm rãi cởi bộ váy đẫm máu, sau đó chậm rãi bước vào trong hồ nước mát lạnh. Vì không có tu vi nên cơ thể cô không có khả năng chịu lạnh, vừa mới bước vào hồ, cả người cô ta run lên. Cô ta từ từ nhắm mắt lại, cứ thể nằm trong hồ nước, máu trên người cô ta dần biến mất khi ngâm mình trong nước hồ. Ở một bên khác, Diệp Quân ngồi dưới dốc nghiêng, hắn nhìn về phía điện đồng vàng, nhíu mày. Với thực lực hiện tại của hắn, cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, đòn tấn công vừa rồi suýt chút nữa đã khiến thân xác hắn tổn thương. Cũng may là có tháp gia bảo vệ, nếu không hắn thật sự sẽ phải chết một cách đau đớn. Ánh mắt Diệp Quân đầy vẻ khó hiểu, rốt cuộc người ra tay là ai chứ? Đúng lúc này, người đàn ông ngồi trước điện cổ đồng bỗng đứng dậy, ông ta bước xuống bậc thang, tuy nhiên ngay lúc ông ta bước xuống bậc đá. Trời đất lập tức rung chuyển, cả bí cảnh tiên phủ sụp đổ, núi non sụp đổ, một luồng khí tức đáng sợ lan ra từ trời đất. Diệp Quân hoảng sợ. Không chút do dự xoay người lao tới trước mặt Toại Cổ Kim, lúc này Toại Cổ Kim cũng đột ngột đứng dậy từ trong hồ. Hai người đứng đối nhau. Lúc này không khí như đông cứng lại. Diệp Quân cõng Toại Cổ Kim đi về phía điện đồng, sợ bị cường giả bí ẩn đó chú ý tới, do đó, hắn không dám sử dụng sức mạnh của mình. Lúc này Diệp Quân cảm thấy khổ sở. Bởi vì cơ thể của Toại Cổ Kim thật sự rất mềm, giống như không có xương vậy, khi cõng ở trên lưng. Sự tiếp xúc gần gũi không có khoảng cách này khiến hắn không chỉ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ở sau lưng vô cùng rõ ràng, mà còn có thể ngửi được hương thơm rất rõ trên người Toại Cổ Kim. Đi được một lúc, đột nhiên Diệp Quân để cô ta xuống đất, Toại cô nương, tốt nhất là cô tự đi đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, ánh mắt ấy như thể nhìn thấu lòng người, ngươi là kiếm tu, tâm kiếm tu phải tính, mà hiện tại ngươi lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu, sao ngươi có thể tu kiếm được chứ? Diệp Quân lạnh lùng nói, không liên quan tới ta, cô chính là vấn đề. Toại Cổ Kim nhíu mày lại. Diệp Quân nói thẳng, Toại cô nương, cô thật xinh đẹp, cõng cô làm ta không thể khống chế được bản thân mình. Toại Cổ Kim ngẩn ngơ. Diệp Quân im lặng, ai quy định kiếm tu phải thành thực vậy? Kiếm tu tu tâm, không phải sắc giới. Nếu như kiếm tu phải từ bỏ sắc giới thì thật là nực cười. Đàn ông thường chỉ nói mình là quân tử trong một hoàn cảnh, đó là khi dáng dấp người phụ nữ đó thực sự kém hấp. Dẫn. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hẳn, không nói gì. Vẻ mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh, không cần phải giả dối để đùa giỡn với người phụ nữ này, có chơi đùa cũng vô ích, chỉ bằng cứ thẳng thần. Cứ thế, sau khi hai người giằng co một lúc, Toại Cổ Kim nói, ngươi cõng ta đi. Diệp Quân im lặng.
Toại cổ kim lạnh lùng nói, người muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, dù sao thì có muốn nữa cũng không được gì. Vừa nói, cô ta vừa đi tới sau lưng Diệp Quân rồi leo lên. Diệp Quân biết, cô ta đang không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy, hắn không nói gì, tiếp tục cõng cô ta tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên Toại cổ kim cất tiếng nói, ta chỉ hơi tò mò chút thôi, ngươi là kiếm tu, hơn nữa, thế gian này cũng không có bao nhiêu kiếm tu ở cấp bậc này, cớ sao ngươi lại có những suy nghĩ linh tinh đó chứ? Diệp Quân nói, ta là đàn ông, là một người đàn ông bình thường. Toại cổ kim nói, ta thấy, với cấp bậc kiếm tu này của ngươi, e hẳn trong lòng đã có đại đạo rồi. Toại cổ kim không nói gì nữa. Đột nhiên Diệp Quân hỏi, Toại cô nương, ta có thể hỏi cô vài việc không? Toại cổ kim nói, ta không chắc là mình sẽ trả lời. Toại cổ kim nói, ngươi cũng rất thông minh đó, có mệt không hả? Diệp Quân lắc đầu, ta cũng chỉ hơi khôn lỏi thôi, không thể bì được với cô hay chủ nhân bút đại đạo được. Toại cổ kim liếc hắn, không nói gì. Diệp Quân vẫn luôn biết thân biết phận, đầu óc hắn chỉ dùng để đối phó với tháp gia, khi gặp phải những người đi đầu am hiểu bố trí đại cục, hẳn vẫn thua xa. Diệp Quân nói tiếp, Mục Khoản đã nói với ta chuyện quyển trục mà Toại cô nương đã đưa cho cô ta, cô thật giỏi, nhất là câu nói, trật tự mà chúng sinh cũng muốn thành lập đã làm ta như được giác ngộ. Trước đây hắn chưa từng nghĩ theo hướng này. Hắn chỉ muốn thành lập trật tự của riêng mình, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ huy động toàn bộ chúng sinh cùng nhau xây dựng trật tự này. Nghĩ mà xem, trật tự này không chỉ là mục tiêu của mỗi mình Diệp Quân ha, mà là mục tiêu của toàn bộ chúng sinh thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Hắn thực sự mong chờ đến ngày ấy. Toại cổ kim bình tĩnh nói, có gì giỏi đâu. Diệp Quân lắc đầu, không không, ta cảm thấy cô rất giỏi. Trước đây ta chỉ chiến đấu một mình, chưa từng thực sự thúc đẩy toàn bộ chúng sinh ở vũ trụ quan huyên lần nào, nhưng giờ đã khác, ta phải thúc đẩy tất cả họ, trật tự chúng sinh, chỉ cần nghĩ đến trật tự do tất cả chúng sinh tạo nên thôi cũng đã khiến nhiệt huyết sôi sục rồi. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân thở dài, nói ôi, nếu gặp được cô sớm hơn là được rồi. Toại cổ kim vẫn không nói gì. Diệp Quân cười nói, có phải là cô không cảm thấy hứng thú mấy với loại trật tự này không? Toại cổ kim trả lời, ừm. Diệp Quân gật đầu, có thể hiểu được. Hiện tại, nền văn minh Toại Minh đã là nền văn minh cao. Cấp nhất trong vũ trụ, với chế ả trật tự này, chắc chắn đã tốt hơn vũ trụ quan huyên rất nhiều rồi. Đột nhiên Toại cổ kim nói, ngươi cũng khiến cho ta ngạc nhiên. Diệp Quân tò mò hỏi, nói thử đi. Toại cổ kim nói, không có gì, chỉ là thấy ngươi thật sự rất ngây thơ. Diệp Quân. Toại cổ kim nói, không có ý xúc phạm. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Hai người không nói gì nữa. Diệp Quân cõng Toại cổ kim đi nhanh hơn, mặc dù cảm giác thoải mái ấy vẫn còn ở trên lưng, nhưng ha không còn nghĩ gì nhiều. Chỉ là, một lát sau, Diệp Quân cõng Toại cổ kim đến. Trước đồng, họ gặp được người đàn ông đó trên thềm đá, người đàn ông đang quỳ trên đó. Dập đầu không ngừng. Diệp Quân nhìn người đàn ông, vẻ mặt hơi nghiêm túc, kẻ ra tay lần trước là người đàn ông này. Người đàn ông không ra tay, ông ta nhìn Toại cổ kim trước, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng ngay sau đó, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, lúc vừa nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt ông ta cũng hiện lên sự sợ hãi. Thấy đối phương không ra tay, Diệp Quân thầm thả lỏng một chút, hắn bước đến, xin hỏi tên các hạ là gì? Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng là không hiểu hẳn đang nói gì, ông ta xòe bàn tay ra, một luồng thần thức từ từ bay về phía Diệp Quân. Diệp Quân hiểu ý của ông ta nên không phản kháng, để mặt dòng thần thức ấy tràn vào trong thức hải hắn. Ngay sau đó, ngôn ngữ và chữ viết cổ xưa xuất hiện trong đầu hắn. Ngôn ngữ và chữ viết của nền văn minh tổ. Diệp Quân hơi kích động. Người đang ở trước mặt này thật sự liên quan đến nền văn minh tổ. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, khí tức và thiên cơ của ngươi bị che khuất. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông sửng sốt nói, người che khuất khí tức và thiên cơ của ngươi thật mạnh. Vừa nói, ông ta vừa nhìn xung quanh, hiện tại là thời đại nào? Diệp Quân nói, ta cũng không biết. Người đàn ông xòe tay ra, ngón cái chạm ngón trỏ, một lúc sau, ông ta nói nhỏ, trăm tỷ năm đã trôi qua. Trăm tỷ năm. Diệp Quân nheo mắt lại. Người này sống lâu đến vậy à? Có thể sao? Đôi mắt người đàn ông hiện lên vẻ mông lung, không còn ở đây nữa, không còn ở nơi này nữa.
Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, xin hỏi nên xưng hô thế nào với tiền bối ạ? Người đàn ông nhìn về phía Diệp Quân, cau mày, để ta nghĩ đã. Diệp Quân. Người đàn ông nói, ta bị phong ấn quá lâu, nhiều ký ức không chỉ mất đi mà còn rất lộn xộn. Diệp Quân gật đầu, tiền bối cứ từ từ suy nghĩ, ta không. Vội, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, ông ta từ từ mở mắt ra, nói nhỏ ta tên Khuyết Chiến. Là người giữ con dấu. Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt ông ta lập tức trở nên kiên định vô cùng. Diệp Quân nói, tiền bối đến từ nền văn minh tổ sao? Người đàn ông gật đầu. Diệp Quân hỏi ngay, tiền bối, năm ấy nền văn minh tổ đã gặp phải chuyện gì vậy? Cớ sao lại biến mất không một dấu vết vậy? Khuyết Chiến lắc đầu, vẻ mặt hơi đau đớn, không biết, không thể nhớ được. Diệp Quân vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng người đàn ông lại từ từ đi xuống dưới. Đột nhiên Diệp Quân nói, điện được không? Tiền bối, bọn ta có thể vào trong. Người đàn ông không trả lời. Diệp Quân còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên Toại Cổ Kim nói, ông ta đi rồi. Diệp Quân ngạc nhiên, hắn nhìn về phía người đàn ông, không biết từ lúc nào, hiện tại cơ thể người đàn ông đã trở nên hư ảo, rõ ràng là đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Thực lực thật kinh khủng. Diệp Quân thầm sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn quay sang nhìn Toại Cổ Kim, hắn không nhận ra đối phương đã rời khỏi, nhưng tại sao Toại cô nương lại nhận ra được vậy? Lẽ nào? Toại Cổ Kim liếc hắn, ta khôi phục tu vi rồi. Hiểu chưa? Vừa nói cô ta vừa đi vào trong điện đồng. Diệp Quân hơi lúng túng, lúc này hắn mới nhận ra, ngút sức mạnh bí ẩn ở xung quanh đã biến mất không một dấu vết. Diệp Quân đi lên theo. Hai người nhanh chóng đi vào trong điện đang thờ một bức tượng không mặt mày. Diệp Quân nhìn bức tượng, hơi ngạc nhiên, tại sao nó không có mặt? Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hẳn lập tức thay đổi. Không phải bức tượng này không có mặt, mà là bị một sức mạnh bí ẩn che mặt bức tượng lại khiến hắn không thể nhìn thấy gương mặt thật của bức tượng. Hắn cẩn thận quan sát một chút, bức tượng này không có bất kỳ sức mạnh nào, cũng không có khí tức linh hồn. Nói cách khác, đây chỉ là một bức tượng bình thường, sở dĩ không thể nhìn thấy mặt có thể do chính bản thể của bức. Tượng có thực lực vô cùng đáng sợ. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm bức tượng đó, im lặng. Diệp Quân nói, Toại cô nương. Đây có phải là người đã từng là chủ chung của vũ trụ không? Toại Cổ Kim quay qua nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, không phải cái gì ta cũng biết. Diệp Quân. Toại Cổ Kim nhìn mặt bàn bên dưới bức tượng, chỗ đó có một chiếc nhẫn không gian bằng đồng, còn có một cái bình ngọc trắng bằng đồng. Cô ta xòe bàn tay ra, nhãn không gian và bình bạch ngọc xuất hiện trên tay cô ta, nhãn không gian bị một sức mạnh bí ẩn phong ấn lại, thần thức hoàn toàn không thể xuyên vào. Thấy vậy, trong lòng Diệp Quân lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng bắt lấy tay Toại Cổ Kim, nhưng một luồng sức mạnh huyết mạch cực kỳ đáng sợ đã đánh hắn lùi mạnh về phía sau. Hắn nhìn tay phải của mình, vậy mà lại xuất hiện một vài vết nứt. Cái quái quỷ gì vậy? Diệp Quân kinh hãi. Thấy quần áo của Toại Cổ Kim đang dần biến mất, hắn vội vàng vung tay áo lên, kiếm vực lập tức bao trùm lấy hết cả tòa điện đồng, ngăn cách tất cả. Thấy sắc mặt đau đớn của Toại Cổ Kim, Diệp Quân vội gọi, Toại cô nương. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay ra ngoài, đi vào trán Toại Cổ Kim, nhưng kiếm thanh huyên lại không thể kìm hãm được luồng sức mạnh huyết mạch khủng bố đó. Tiểu hồn cả kinh nói, tiểu chủ, sức mạnh của dòng máu này quá cường đại, vị cô nương này căn bản không thể chịu nổi. Diệp Quân kinh ngạc hỏi, người cũng không thể trấn áp được sao? Tiểu hồn đáp, không được, không được, máu này đã dung hòa vào cùng huyết dịch của cô ta. Nếu ta tiếp tục điều động sức mạnh để cưỡng ép chân áp, vậy thì cô ta sẽ càng không thể chịu nổi. Diệp Quân vội đi tới trước mặt Toại Cổ Kim, lúc này quần áo trên người cô ta đã hóa thành cho bụi, từng luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ không ngừng lao ra từ trong cơ thể cô ta, cực kỳ đáng sợ. Mà cơ thể cô ta cũng không thể chịu nổi, bắt đầu rách ra từng chút một. Lúc này, tiểu hồn vội nói, tiểu chủ, nhanh, nhanh dẫn huyết mạch trên người cô ta vào cơ thể người, nhanh lên. Diệp Quân hơi bối rối, dẫn bằng cách nào? Tiểu hồn đáp, làm cùng cô ta. Hả? Diệp Quân sửng sốt. Tiểu hồn sốt ruột, nhanh lên. Người và cô ta kết hợp lại mới có thể hòa nhập được huyết mạch, chỉ có huyết mạch của người mới có thể chống lại huyết mạch này. Không. Toại Cổ Kim đột nhiên hét lên, cô ta gắt gao nhìn Diệp Quân, ánh mắt dường như có thể giết người.
những gì tiểu hồn nói cô ta đều có thể nghe được một cách rõ ràng. Diệp Quân trầm giọng hỏi, còn có cách nào khác? Không. Tiểu hồn sốt ruột, tiểu chủ, người đừng chần chừ nữa, cô ta sắp hồn bay phách tán rồi. Nhìn toại cổ kim sắp hóa thành cho bụi, Diệp Quân không chần chừ nữa, hẳn đi tới trước mặt toại cổ kim, toại cổ kim nhìn ha, Diệp Quân nhìn thẳng vào đôi me đã đỏ rực của cô ta, toại cô nương, ta cần phải dẫn luồng sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cô vào cơ thể của ta. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải hợp thể. Toại cổ kim nhìn chằm chằm hẳn, không nói gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự xa lạ mà trước nay chưa từng có. Diệp Quân cũng không tiếp tục do dự, hắn lại gần cô ta. Vừa đến gần, sức mạnh huyết mạch tỏa ra trên người toại cổ kim đã đánh tan quần áo của hắn. Lúc này hai người họ đầu không có mảnh vải che thân. Cảm nhận nơi nào đó trên người Diệp Quân đang thay đổi, ánh mắt toại cổ kim lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng. Nhưng chính vào lúc này, cô ta đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí đang tràn vào trong thức hải của cô ta, đồng thời giọng nói của Diệp Quân vang lên trong đầu của cô ta, chúng ta dung hòa lại rồi sau đó cô kiểm soát cơ thể và sức mạnh huyết mạch của ta. Dứt lời, cô ta phát hiện thức hải của Diệp Quân đã hoàn toàn mở ra với cô ta. Nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất của mỗi người, bởi vì ý thức của họ tồn tại ở đây, một khi nơi này bị xâm chiếm thì đồng nghĩa với việc đối phương có thể khống chế hết thảy kẻ bị xâm chiếm. Đây cũng chính là đoạt xác mà giới tu luyện thường nói. Mà lúc này, Diệp Quân lại buông bỏ tất cả phòng bị, hoàn toàn mở rộng nơi này cho cô ta. Rất nhanh, thần thức của toại cổ kim đã tiến vào bên trong thức hải của Diệp Quân, triệt để khống chế mọi thứ của hắn. Giờ phút này, cô ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng mọi thứ của hắn, bao gồm cả những gì mà hắn đang suy nghĩ vào giờ phút này, cũng có thể khống chế được mọi thứ của hắn, thậm chí những ký ức đã qua của hắn. Nhưng cô ta không đi thăm dò những ký ức đó. Có thể nói, bây giờ chỉ cần một suy nghĩ của cô ta là có thể xóa đi ý thức của Diệp Quân, khiến hắn hoàn toàn mất trí. Cô ta nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Một lát sau, toại cổ kim bắt đầu khống chế huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân, mà ba loại sức mạnh huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân cũng thuận theo thần hồn của hai người mà tiến vào bên trong cơ thể cô ta. Nhưng khi vừa tiến vào bên trong cơ thể của cô ta thì đồng tử của toại cổ kim đột nhiên co rút, cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Cô ta hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sức mạnh của bốn loại sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân thấy vậy bèn vội vàng dẫn bốn loại sức mạnh huyết mạch vào trong cơ thể mình, nhưng vừa tiến vào bên trong cơ thể hẳn, thì hẳn ngay lập tức biến sắc. Huyết mạch thần bí kia giống như luồng dung nham nóng chảy tràn vào bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình bỏng rát đến mức tưởng chừng như sắp tan chảy. Trong lòng Diệp Quân kinh hãi. Hắn không ngờ huyết mạch thần bí này lại đáng sợ đến như vậy, mà nó còn đang bị ba loại sức mạnh huyết mạch trấn áp. Nếu không có ba loại sức mạnh huyết mạch trấn áp thì nó có thể khiến ha hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Diệp Quân buông toại cổ kim ra, hắn ngã xuống đất, toàn thân đỏ bừng, giống như một khối sắt nung đỏ. Huyết mạch thần bí này vượt quá xa dự đoán của hắn. Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có loại sức mạnh huyết mạch nào có thể chống lại ba loại huyết mạch của hắn. Nhưng lúc này, sức mạnh được ẩn chứa trong giọt máu đó quá đáng sợ, ba loại sức mạnh huyết mạch của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Đương nhiên, việc này có liên quan đến thực lực của bản thân hắn, tất nhiên huyết mạch phong ma hiện tại trong người hắn còn lâu mới so được với cha và ông nội của hắn. Hắn muốn dùng kiếm ý trật tự để trấn áp, nhưng lại nhận ra việc này căn bản không có tác dụng gì. Trật tự kiếm ý của hắn hoàn toàn không hề có tác dụng gì với loại huyết mạch này. Nhìn Diệp Quân đang cuộn tròn trên mặt đất, toại cổ kim yên lặng không nói. Bởi vì thần thức dung hợp, nên lúc này cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng những đau đớn mà Diệp Quân đang chịu đựng. Loại đau đớn này, cho dù là Diệp Quân có ý chí như sắt thép cũng có phần chịu không nổi. Cô ta bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đỡ Diệp Quân lên, mục tiêu của nó là ta. Để nó tiến vào bên trong cơ thể ta đi. Toại cổ kim đáp, không phải là vấn đề về huyết mạch, mà là thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa đủ. Diệp Quân lách đầu, nếu ngay cả ta còn không chịu được thì cô càng không thể chịu được. Toại cổ kim yên lặng. Diệp Quân nằm trong lòng của cô ta, dương mắt lên là có thể nhìn cảnh sắc vô tận. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn ngất đi cho xong. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn không thể ngất, nếu hắn ngất rồi.
huyết mạch thần bí này sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ phút này ý thức của hắn đã dần trở lên mơ hồ. Toại cổ kim bỗng nhiên cất tiếng, trò chuyện chút. Hiển nhiên cô ta cũng nhận ra là không được để Diệp Quân bất tỉnh vào lúc này. Diệp Quân yếu ớt hỏi, nói chuyện gì? Toại cổ kim đáp, trật tự của ngươi. Đôi mắt đã gần như nham nghiền của Diệp Quân lập tức mở ra, bên trong còn có ánh sáng, được được. Toại cổ kim rủ mắt nhìn ha tự của ngươi. Ta không đánh giá cao trật. Diệp Quân đáp, ta biết. Toại cổ kim nói, vũ trụ rất lớn, có rất nhiều nền văn minh, mỗi nền văn minh đều có chế độ và quy tắc của riêng mình. Ngươi muốn hợp nhất những nền văn minh vũ trụ này lại với nhau để tuân theo trật tự quan huyên của ngươi, điều này không thực tế. Hơn nữa, sự nguy hại của một kẻ độc quyền nó đáng sợ hơn so với những gì ngươi tưởng tượng rất nhiều, bởi vì điều đó có nghĩa là... Diệp Quân đáp, ta biết. Toại cổ kim nói, nhưng ngươi vẫn muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Toại cổ kim cúi đầu nhìn Diệp Quân, vì quyền lợi sao? Diệp Quân lắc đầu. Toại cổ kim hỏi, vì danh tiếng sao? Dù sao, từ vạn cổ tới nay, không ai có thể thống nhất được toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Toại cổ kim lại hỏi, vì sức mạnh vô thượng sao? Nếu có thể thống nhất được toàn bộ vũ trụ, hấp thụ được sức mạnh tín ngưỡng của tất cả sinh linh trong vũ trụ thì nhất định sức mạnh sẽ không thể nào tưởng tượng được. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Cô ta nhìn hẳn, có phần nghi ngờ. Diệp Quân nói, toại cô nương, cô cảm thấy cô ta có mạnh không? Toại cổ kim gật đầu, ánh mắt hiện ra sự nghiêm túc, mạnh bất khả chiến bại. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta còn có một người ông nội và đại bá, bọn họ cũng mạnh như vậy. Toại cổ kim nhìn hắn, chỗ dựa của ngươi nhiều thật đấy. Diệp Quân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cô có biết mấy người vô địch thế gian khi ở cạnh nhau thì sẽ thế nào? Không. Toại cổ kim khẽ nheo mắt lại, phân thẳng bại. Diệp Quân gật đầu, toại cô nương, cô chưa từng tiếp xúc với cô ta nên cô không biết bà ấy đáng sợ như thế nào đâu. Nói như vậy đi, cả vũ trụ này bà ấy chỉ quan tâm cha ta. Cha ta dẫn bà ấy đi dạo quanh vũ trụ chính là để kéo dài thời gian quyết đấu của bọn họ, nhưng ta biết, cha ta cũng không thể kéo dài thêm được bao lâu nữa rồi. Toại cổ kim nhìn Diệp Quân, ngươi có hai mục đích. Một là ngươi muốn trở nên mạnh hơn cả bọn họ, chỉ khi mạnh hơn bọn họ thì ngươi mới có thể ngăn được trận chiến sinh tử của bọn họ, không để cho bi kịch xảy ra. Trước mắt con đường duy nhất đó chính là thống nhất toàn bộ thiên hạ, tập hợp sức mạnh của chúng sinh. Hai, đó là cho dù cuối cùng ngươi không thể vượt qua được bọn họ, nhưng toàn bộ vũ trụ đều đã ở dưới sự thống trị của ngươi, vậy nên cho dù bọn họ có ra tay thì cũng sẽ vì ngươi mà bận tâm đến vũ trụ này. Nói đến đây cô ta ngừng lại. Diệp Quân cười tươi, cô đúng là người thông minh nhất mà ta từng gặp. Toại cổ kim yên lặng, cô ta biết Diệp Quân ở trước mặt không hề nói dối. Ban đầu khi cô ta gặp người phụ nữ váy trắng đó, người phụ nữ đó dường như nhìn ai cũng giống như nhìn con kiến hôi. Cô ta rất rõ ràng, nếu không phải vì để rèn luyện Diệp Quân thì ngày hôm đó, chỉ sợ là toàn bộ cựu thổ sẽ phải biến mất trên cõi đời này. Toàn bộ cựu thổ, có hàng tỷ tỷ sinh linh nhưng nếu người phụ nữ đó ra tay thì nhất định không cần phải chớp mắt. Đôi mắt Diệp Quân bỗng nhiên từ từ nhắm lại. Toại cổ kim thu hồi suy nghĩ, vội nói, đừng ngủ. Diệp Quân yếu ớt đáp, quá mệt rồi. Thấy Diệp Quân sắp nhắm mắt lại, toại cổ kim lập tức sốt ruột, trực tiếp be lấy tay hẳn. Một giây sau, Diệp Quân chỉ cảm thấy tay mình đang nằm lấy một khối mềm mại. Hạ ẩn sửng sốt, toại cổ kim hỏi, còn muốn ngủ không? Giọng nói hơi run rẩy. Diệp Quân đáp, ta càng khó chịu hơn. Toại cổ kim, bởi vì huyết mạch phong ma được kích hoạt, cộng thêm ý chí của hẳn vì chống cự lại huyết mạch thần bí đó mà lúc này ý chí gần như đã kiệt quệ. Thì làm sao có thể chịu được sự kích thích này của toại cổ kim chứ? Hà cảm nhận sự mềm mại từ tay truyền tới, lại liên tưởng đến một vài hình ảnh trước đó, hẳn cảm thấy huyết mạch toàn thân lập tức sôi sục lên, hắn không còn khống chế được bản thân nữa, nháy mắt xoay. Người đè toại cổ kim xuống dưới. Sắc mặt toại cổ kim lập tức thay đổi, cô ta không hề phản kháng, mà chỉ lạnh lùng quan sát Diệp Quân. Giờ phút này Diệp Quân thực sự đau đớn không chịu nổi nữa. Không chỉ bên trong người đau đớn mà chỗ khác cũng đau đớn. Cảm giác đó giống như cơ thể bị phồng khí, sắp bị nổ tung đến nơi. Lề mà lề mề, mãi không tiến vào. Cái gật đầu của toại cổ kim khiến Diệp Quân hưng phấn không kiềm được.
nhưng sau đó chỉ thấy sắc mặt cô ta sa sầm, đầu óc mờ mịt. Không phải muốn làm à, thế thì làm đi chứ. Cô ta quắc mắt trừng Diệp Quân như muốn đấm vỡ đầu hẳn, nhưng thấy mặt hẳn nhăn tít thì lại giật mình. Vì thần thức đã được dung hợp mà cô ta có thể cảm nhận được hẳn đang khó chịu và khổ sở đến nhường nào từ thân thể đến linh hồn, trong khi những đau đớn vượt xa khả năng chịu đựng của người phàm ấy vốn nên do toại cổ kim gánh chịu. Vậy mà Diệp Quân không những nhận thay cô ta mà còn gắng gượng chèn ép thú tính của mình. Toại cổ kim biết giờ phút này hắn có thể nhịn chỉ để ấy ấy thôi đã là cả một nỗ lực. Vẻ nhăn nhó của hắn khiến cô ta im lặng rũ mắt. Diệp Quân bây giờ đang cực kỳ khó chịu, một cảm giác chưa từng có. Bốn thứ huyết mạch lồng lộn lên khiến hắn phải chịu đựng cơn đau như thiêu đốt, ý chí như sắt thép cũng sắp chịu không nổi, lại còn đối mặt với tấm thân ngọc ngà này khiến thú tính của Ha dần chiếm thế thượng phong. Ha ẩn chỉ muốn phát tiết, băng không thì chẳng khác gì tra tấn. Nhưng trong ý thức của hắn vẫn giữ lại một tia lý trí. Hắn nhẹ nhàng cả trán mình vào trán toại cổ kim, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của đối phương. Hắn đè lửa dục trong lòng lại, chỉ có thể chạm vào cô ta từng chút một. Môi họ chạm nhau nhiều lần nhưng đều nhanh chóng tách ra. Bầu không khí dần trở nên mập mờ. Cửa đã mở mà không thể vào, đúng là chỉ có đàn ông chân chính mới sở hữu nghị lực này. Diệp Quân thà rằng phải đánh nhau với 10 chủ nhân bút đại đạo. Sắc mặt toại cổ kim ửng đỏ, nhịp thở nhanh hơn. Hai bên đều như bị hành hạ. Toại cổ kim chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, đồng thời cũng sung sướng hơn bao giờ hết, ấy vậy mà lại không hoàn toàn. Sảng khoái, ngược lại bứt rứt như có kiến bò dưới da. Cả hai đều biết phải làm sao để được thoải mái nhất, nhưng đồng thời đều giữ lại được lý trí. Thấy toại cổ kim không phản kháng, Diệp Quân cũng dần to gan hơn. Tiếp tục thôi. Cứ như thế, lại qua một hồi lâu sau, ba loại huyết mạch trong người hắn cuối cùng cũng trấn áp được loại thứ tư. Hắn bất ngờ ấn một nụ hôn lên môi toại cổ kim. Cô ta mở to mắt, vừa định vùng ra thì nghe giọng hẳn vang lên trong đầu, ta đã trấn áp huyết mạch kia, nay truyền. Nó về lại cho cô cứ từ từ mà hấp thu. Một luồng sức mạnh hùng hậu chảy vào cơ thể khiến khí tức của toại cổ kim tăng lên. Huyết mạch kia vừa biến mất, Diệp Quân ngay lập tức thõng người xuống như chút được gánh nặng. Nhưng động tác này khiến cả hai cứng đờ. Một hồi sau, toại cổ kim chừng hắn, vào rồi hả? Diệp Quân, có một chút thôi. Cô ta thở phào, vậy xem như chưa có gì. Diệp Quân, lại qua một hồi nữa, hai người lục tục mặc đồ vào. Diệp Quân ngồi phịch xuống một bên, tuy đã khôi phục rất khá nhưng vẻ mặt vẫn mỏi mệt vô cùng. Toại cổ kim đối diện thì bưng gương mặt lạnh như tiền. Không ai lên tiếng. Cuối cùng toại cổ kim nói, hôm nay không có gì xảy ra cả. Diệp Quân im lặng, toại cổ kim liếc hắn, nghe không? Diệp Quân vẫn im. Thấy toại cổ kim phát cáu, hắn mới n thôi. Rồi đứng dậy ra ngoài. Toại cổ kim nhìn theo một hồi rồi cũng đi theo. Bước khỏi điện đồng rồi, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa tỉnh mộng. Rồi hỏi, toại cô nương. Huyết mạch đó là gì vậy? Câu hỏi của hắn khiến toại cổ kim trở nên mất tự nhiên, chỉ ngoảnh mặt đi không nói. Diệp Quân lại tò mò khi thấy huyết mạch kia có thể rằng co rất lâu với ba loại phong ma, phàm nhân và viêm hoàng, đã vậy nó chỉ là một giọt máu mà thôi. Nếu nhiều hơn thì phải đến mức nào nữa? Hắn nhìn chem chãm toại cổ kim đến khi nghe cô ta nói, không biết. Diệp Quân biết vì sao cô ta tỏ ra xa cách, bèn kéo tay áo. Người ta hiểu ý cô nương, vừa rồi không có gì xảy ra thì không có gì xảy ra cả. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau như bạn bè lúc trước mà thôi. Tiểu hồn, toại cổ kim nhìn hắn bằng cặp mắt tĩnh lặng như đáy hồ. Toại cổ kim bấy giờ mới chịu, nó không phải huyết mạch bình thường. Cô ta vươn tay gọi chiếc nhẫn xuất hiện, đưa cho Diệp Quân xem, người phá phong ấn được không? Hẳn gật đầu, được. Rồi rút kiếm thanh huyền ra gõ nhẹ vào, phong ấn trên nhãn lập tức biến mất. Hai luồng thần thức tràn vào, sau đó đồng thời sửng sốt. Một quả ấn đồng lớn bằng bàn tay rơi vào tay Diệp Quân, bên trên có khắc bốn chữ vũ trụ cộng chủ. Vũ trụ cộng chủ, hai người không hiểu gì hết. Diệp Quân hưng phấn, đây là ấn của chủ chung vũ trụ sao? Toại cổ kim quan sát ấn đồng một hồi cũng không thấy gì đặc biệt hay phát hiện có năng lượng dao động, bèn nói. Để ta xem thử. Diệp Quân đưa ấn qua. Cô
Cô ta liếc hắn một cái rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét, dùng thần thức ùa vào nhưng nó lập tức biến mất như cát rơi vào biển. Toại cổ kim không khỏi vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Diệp Quân, tiếc rằng ban nãy không hỏi người kia. À không, ta nhớ ông ta nói mình là người giữ ấn, vậy chứng tỏ thứ ông ta bảo vệ chính là thứ này. Toại cổ kim, vậy tại sao ông ta lại bỏ đi? Diệp Quân nghĩ một hồi, có khi nào ông ta quên trong điện có quả ấn và giọt máu kia? Toại cổ kim im lặng, quả thật là có khả năng ấy, và lại người kia trông cũng bất thường, trí nhớ cũng khuyết thiếu. Cô ta lại quan sát quả ấn một hồi, quay qua hỏi Diệp Quân, cho ta được không? Hắn cười, được chứ? Toại cổ kim, ta nói là cho ta. Diệp Quân gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Quân đáp theo bản năng, cô quý giá hơn nó nhiều. Vừa nói xong thì thấy không đúng lắm, hẳn bèn quay sang nhìn, vẫn không nhìn ra được buồn vui trên mặt đối phương. Một hồi sau, Toại cổ kim mới nói cảm ơn. Thấy cô ta không nổi giận, Diệp Quân bèn cười, không có gì. Hắn lại lấy bốn ngọn lửa kia ra, nhìn chúng nó ngoan ngoãn tụ tập. Tò mò nói, bọn này cũng đặc biệt. Nếu tháp gia chưa nâng cấp thì cũng không phải đối thủ của chúng. Toại cổ kim nhìn theo, chúng cũng đến từ văn minh tổ. Diệp Quân nhìn xung quanh, nơi này cũng vậy. Toại cổ kim, tương truyền bọn họ có thần điện cộng chủ rộng bằng một tinh vực, nhưng nơi này lại không có. Diệp Quân, có lẽ vẫn là có liên quan. Bỗng bốn mắt nhìn nhau. Tâm linh tương thông, đồng thời nghĩ về một điều. Diệp Quân hạ giọng, người kia hối hả rời đi, có thể là đang trở về văn minh tổ chân chính. Hắn nhìn về đằng xa, dùng thần thức đuổi theo nhưng không bắt được khí tức nào. Sắc mặt bèn xa sầm. Toại cổ kim, không vội, bọn họ xuất hiện sẽ kinh động vũ trụ. Chúng ta cứ giăng lưới trước, có tin tức nào thì cũng sẽ biết đầu tiên. Diệp Quân gật đầu, được. Toại cổ kim, vậy đi thôi. Diệp Quân, khoan đã. Rồi hẳn vung tay thu cung điện bằng đồng kia vào tháp, cười nói. Thứ này chất liệu đặc biệt, nếu có thể chế thành khôi giáp thì sẽ rất mạnh, không thì bán lấy tiền cũng được. Cô biết ta nghèo mà. Toại cổ kim gật đầu, đưa một chiếc nhẫn cho hẳn. Diệp Quân, đây là gì? Toại cổ kim, hơn 3.000 tiên nguyên mạch cực phẩm. Diệp Quân ngẩn ra rồi cười hớn hở cảm ơn. Thấy ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt, Toại cổ kim vội ngắt lời, đừng nghĩ nhiều, đây là vì ngươi cho ta ấn của chủ chung vũ trụ. Nụ cười biến mất, Diệp Quân thấp giọng nói, cô không cần nhắc lại, ta đều hiểu cả. Nếu không vì nhờ cha và cô thì ta đã không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật như cô nương. Toại cổ kim và Diệp Quân sóng vai đi bên nhau trong tinh không. Người trước mặt lạnh như tiền, người sau một mực không lên tiếng. Cứ thế mà đi. Một hồi sau, Diệp Quân cau mày khi phát hiện những khí tức lờ mờ xung quanh. Chỉ thấy thời không rung động, một người lạ mặt khoác áo choàng đen bước ra. Cảnh giới bất hủ đế chủ. Người đó khàn khàn cất tiếng, đi ra từ tiên phủ bí ẩn, e đã đoạt được gì đó. Chẳng hay hai vị có ngại cùng chia sẻ. Diệp Quân vung kiếm chém ra, người kia bị đẩy bay đi nghìn trượng. Chỉ thấy 6 tên khác cùng cảnh giới bất hủ đế chủ bất ngờ xuất hiện gần đó. Diệp Quân kéo Toại cổ kim bỏ chạy. Đuổi theo, người lạ mặt lạnh lùng quát. Diệp Quân ngự kiếm kéo theo Toại cổ kim, sắc mặt âm u. Đáng lẽ người của Toại cổ kim phải xuất hiện chỉ viện nhưng lại không đến, chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Cũng có thể hiểu được, bí cảnh tiên phủ này có liên quan đến văn minh tổ, làm sao mà không bị người dòm ngó. Nay họ lại toàn mạng trở ra, tất nhiên sẽ bị người khác tìm đến. Diệp Quân hỏi Toại cổ kim, có liên lạc được với người của cô không? Cô ta lắc đầu. Diệp Quân xa sầm mặt. Như cảm nhận được gì đó, hẳn dừng lại. Tinh hà bốn phía chuyển động. Sau đó là những trận pháp màu đỏ sẫm xuất hiện bao phủ họ lại như một lồng giam. 7 tên cường giả trước đó hiện ra phía sau họ. Kẻ đi đầu nói, chỉ cần các ngươi giao nộp những gì lấy được trong tiên phủ, chúng ta sẽ lập tức đi. Diệp Quân đáp lại, các người biết cô ta là ai? Người kia các chủ của văn minh Toại Minh, sao có thể không biết? Diệp Quân, không sợ bị trả thù à? Người kia, trên đời phàm là gì càng nguy hiểm thì càng có cơ hội phát tài mà. Diệp Quân hỏi Toại cổ kim, cô vào tháp nhé. Cô ta lắc đầu. Diệp Quân không biết nói gì. Toại cổ kim đó giờ không ra tay nên hẳn không biết cô ta mạnh đến đâu, chỉ biết là cũng.
không đến đâu cho lắm. Toại Cổ Kim nhìn xung quanh, bọn họ không chỉ có nhiêu đây. Diệp Quân gật đầu. Toại Cổ Kim, phải trở lại cựu thổ. Không ai có thể từ chối cám dỗ đến từ bảo vật Văn Minh Tổ, cho dù biết Toại Cổ Kim là người của Toại Minh cũng sẽ bí quá hóa liều. Nếu Toại Cổ Kim còn đang ở cựu thổ thì sẽ không ai dám lỗ mãng, ngặt nỗi bây giờ cô ta lại đang cách nơi đó quá xa. Diệp Quân, sức mạnh cô thế nào? Toại Cổ Kim, cũng khá. Diệp Quân quay lại, khá. Toại Cổ Kim, ừ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, thế có chạy không? Lên. Nào ngờ người bí ẩn bên kia đã quát lên. Trận pháp khởi động, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Bảy cường giả kia cũng đồng thời lao tới như sấm. Diệp Quân ôm chầm lấy eo Toại Cổ Kim, dùng suy nghĩ điều khiển kiếm thanh huyền xuyên qua thời không, đưa cả hai biến mất. Khiến những người kia vồ hụt. Người bí ẩn cũng muốn đuổi theo nhưng phát hiện bọn họ đã rời khỏi tỉnh vực này. Nhất thời nổi giận đùng đùng. Bỗng một người đàn ông mặc áo gấm, đeo mặt nạ đồng cổ xuất hiện. Những người kia vội thi lễ, công tử. Người kia cười, ta đã nhắc các ngươi, thanh kiếm của Diệp công tử kia bất phàm rồi, đại trận thời không này không ngăn được hẳn đâu. Người bí ẩn, đó rốt cuộc là gì? Công tử mặt nạ, là kiếm do thiên mệnh váy trắng tạo ra. Người bí ẩn tỏ vẻ nghi ngờ. Công tử cười, các ngươi không biết cũng bình thường, đó là người đã vô địch suốt ba phần. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân vốn chỉ ôm eo Toại Cổ Kim nhưng vì khoảng cách quá xa hoặc tốc độ quá nhanh mà biến thành ôm cả người cô ta vào lòng, mặt đối mặt. Eo cô ta rất bé, ôm vào cực vừa tay. Hàn kề chán sát vào Toại Cổ Kim, cảm giác mềm mại áp vào cơ thể và lòng bàn tay khiến trong lòng hắn dâm ran khó nhịn. Toại Cổ Kim cứng đờ, thốt lên, cho ta vào tháp. Diệp Quân ma xui quỷ khiến mà đáp, không cho. Toại Cổ Kim ngẩng phát lên làm hắn nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy, sắp đến rồi. Cô ta mới im lặng nghiêng đầu sang bên, đặt căm lên vai hắn. Tay Diệp Quân cũng biết điều mà chỉ ôm eo chứ không làm gì khác. Mặt Toại Cổ Kim hơi đỏ lên, không phải vì nghĩ nhiều mà là vì huyết mạch trong người. Nó vốn bị ba loại huyết mạch của Diệp Quân trấn áp, lại còn vì từng dung hợp mà bao gồm một ít thuộc tính của phong ma. Bây giờ khoảng cách quá gần. Hơi thở đàn ông và huyết mạch trong người hắn khiến cô ta sinh ra một cảm giác lạ lẫm. Nếu mà nói một cách phức tạp thì giống như linh hồn rời khỏi thân thể, cả người cứ mông lung như đi trên mây, trời đất quay cuồng đảo điên. Những suy nghĩ đáng xấu hổ xuất hiện trong đầu nhưng lại không điều khiển được thân thể, càng không muốn nghĩ thì những suy nghĩ kia càng trở nên rõ ràng như vong hồn đeo bám không dứt. Cô ta chỉ cảm thấy mình như bị đào rỗng, sinh ra khao khát muốn tìm thứ gì đó không rõ đến bù đắp lại. Nói đơn giản lại, ham muốn. Diệp Quân cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy lý trí còn đó nhưng cơ thể đã phản ứng. Nhưng so với những suy nghĩ xấu hổ của Toại Cổ Kim, hẳn chỉ muốn vui vẻ ôm lấy cô ta. Toại Cổ Kim thường ngày là người cao ngạo xa cách, ăn nói cẩn trọng, lạnh lùng với mọi người. Giờ phút này nằm trong tay hắn lại có vẻ yếu ớt khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, bỗng bất ngờ hôn lên tai cô ta. Toại Cổ Kim giật nảy mình, hai tay quép chặt quanh eo hắn. Đáp trả bằng cách căn lên vai. Cảm giác là lạ xông lên từ bụng dưới rồi lan tràn khắp cơ thể, tiến vào linh hồn cô ta. Không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả nó. Một hồi sau, cảm giác ấy và những khó chịu, dâm ran và xấu hổ cũng rút đi như thủy triều. Toại Cổ Kim trở lại như bình thường. Sau đó bất ngờ phát cáu đấm vào eo Diệp Quân. Trai gái gì cũng vậy, trước chuyện ấy thì như ma, xong rồi thì như Phật. Nói văn nhã hơn thì lúc này làm hiền nhân đang vô cùng lý trí. Một hồi sau, họ xuất hiện ở một vùng tinh không lạ lẫm. Toại Cổ Kim xoay mặt đi, vừa ngượng ngùng vừa tức tối, cho rằng mình như vậy đều là do đàn ông gây ra, nếu trên đời không có đàn ông thì cô ta đã không xấu hổ như vậy. Đi được vài bước, cô ta nhận ra Diệp Quân không đi theo, quay lại thì thấy hẳn đã ngồi xổm xuống, miệng trào máu tươi. Toại Cổ Kim hết hồn. Chợt nhớ lại ban nãy tu vi đã khôi phục nên đấm hẳn vô cùng cật lực. Lý trí nói rằng cô ta có khôi phục trở lại thì cũng không đánh chết hắn nổi nhưng vẫn đi về phía hắn, lạnh lùng hỏi chết chưa? Diệp Quân, đau. Lại ói ra một ngụm máu. Toại Cổ Kim vẫn lạnh tanh, ta có dùng sức đâu. Hắn không dám được voi đòi tiên, bèn nương theo đứng dậy rồi nắm tay cô ta, mà cô ta cũng không từ chối. Ha ha. Bỗng có tiếng cười khẩy truyền tới tình, nàng hữu ý.
thật là chàng hữu. Diệp Quân nghe mà như lâm đại địch. Hắn quay lại, thấy một cô gái mặc áo đỏ như máu đứng đó. Phản Chiêu Đết, sao người này lại ở đây? Hắn kinh hãi, vội vàng kéo Toại Cổ Kim ra sau lưng để bảo vệ, hai mắt không rời khỏi Phản Chiêu Đế. Đối phương thấy hắn bảo vệ Toại Cổ Kim như vậy thì xa sầm mặt. Diệp Quân nói với Toại Cổ Kim, cô đi trước đi. Cô ta lắc đầu. Diệp Quân, đi đi, ta không chắc có thể thắng cô ta, ta không muốn cô cũng gặp phải mệnh hệ gì. Toại Cổ Kim lẳng lặng nhìn hẳn. Phản Chiêu Đế nghe vậy thì nhíu mày, biến mất, tung ra một tia máu về phía Diệp Quân. Hạ Ẩn hoảng hốt vung kiếm ra, quỳnh, kiếm quang vỡ, hẳn bị đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại đã ói máu. Lần này là ói thật. Trên người cũng xuất hiện vô số vết dạn. Chỉ ăn một đòn thôi mà trọng thương thế này. Diệp Quân bất ngờ kêu lên, mẹ nó, cô chơi hách hả? Phản Chiêu Đế biến mất. Đồng tử Diệp Quân mở lớn. Một lần nữa bị đập bay. Chiếu dưới hoàn toàn. Diệp Quân ngu người. Sao tự dưng cô ta mạnh lên dữ vậy? Má nó chứ. Lại còn nhanh hơn hắn. Ai bật hack cho mà chơi à? Thấy Phản Chiêu Đế còn muốn đánh nữa, hẳn la lên. Đánh nữa là ta gọi cô đấy. Gọi đi, Phản Chiêu Đế chừng hẳn, lẹ lên, gọi ta xem. Gọi nhanh lên. Diệp Quân có chút đỡ không nổi, Phản Chiêu Đế này thật sự quá kiêu ngạo. Hạ Ẩn chưa từng thấy người nào lớn lối như vậy. Cô mà cũng không sợ. Lúc trước người này từng bị cô chỉnh rồi đó chứ. Sao cô ta dám? Diệp Quân lại nói, Phản Chiêu Đế, ta gọi thật đó. Phản Chiêu Đế lạnh nhạt nói, ta chờ. Diệp Quân hô lên, cô. Không ai đáp lời. Vẻ mặt Diệp Quân cứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, gọi lại cô. Vẫn không ai trả lời. Diệp Quân bối rối. Hắn gọi người khác, cha. Vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, trên mặt như phủ thêm một tầng sương lạnh, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, thứ lưu manh ngày ngày chỉ biết lêu lỏng với đàn bà, người thấy mình có xứng bị đánh không? Diệp Quân há hốc mồm, Phản Chiêu Đế, cô đang nói gì vậy, cô? Phản Chiêu Đế đột nhiên cách không vung một quyền về phía Toại Cổ Kim, Diệp Quân thấy thế thì lập tức hóa thành một luồng kiếm quang vọt tới trước mặt Toại Cổ Kim rồi chém xuống một kiếm. Lúc này hắn đã vận dụng cả ba loại sức mạnh huyết mạch. Đối mặt với người phụ nữ kinh khủng này, hẳn thật sự không dám bất cẩn chút nào. Chiêu kiếm vừa chém xuống, một luồng ánh sáng màu đỏ thẳm bị hắn cưỡng chế dừng lại ngay tại chỗ, nhưng hai tay. Hắn đã nứt toác, máu tươi chảy xuống. Trong ánh sáng đỏ lòm kia chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Diệp Quân thầm thấy hoảng trong lòng, người phụ nữ này đã tiến bộ vượt bậc quá mức rồi. Diệp Quân không dám nghĩ nhiều, hẳn xoay người nói với Toại Cổ Kim, đi trước đi, gọi viện binh đến. Toại Cổ Kim nhìn Phản Chiêu Đế ở phía xa, bỗng Phản Chiêu Đế đột nhiên biến mất. Trong mắt Diệp Quân co rụt lại, hắn cảm giác như đang có một vùng tinh hà rơi xuống nghiền ép mình, bỗng chốc thấy nghẹt thở. Lúc này hẳn không thể lui lại được, bởi vì Toại Cổ Kim đang ở ngay phía sau hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, hợp thể, với kiếm rồi đẩy kiếm về phía trước. Vô số kiếm ý trật tự tuôn trào ra từ trong thân thể hắn, tạo thành một luồng kiếm thế vạn trượng mạnh mẽ chém ra. Nhưng kiếm thế của hắn cộng thêm ba loại sức mạnh huyết mạch vẫn không thể nào chống lại được sức mạnh của Phản Chiêu Đế, tất cả lực lượng của hắn đều đang bị áp chế. So với lúc trước, sức mạnh ác đạo trên người Phản Chiêu Đế đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, thấy cô ta vẫn ở đấy thì bỗng cả giận nói, sao chưa đi? Toại Cổ Kim quay đầu, ngốc muốn chết. Sức mạnh huyết mạch cùng kiếm thế quanh thân Diệp Quân lập tức bị đánh nát, một luồng sức mạnh khổng lồ lập. Tức đánh bay hẳn và Toại Cổ Kim ra ngoài. Sau khi Diệp Quân và Toại Cổ Kim dừng lại, thân thể hẳn đã nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Hắn ngu người luôn. Thấy vết thương trên người Diệp Quân, Phản Chiêu Đế vốn đang định ra tay tiếp đột nhiên dừng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn sâu vào trong tinh hà xa xôi, hơi nhíu mày lại. Một lát sau cô ta thản nhiên nhìn Diệp Quân, vung nắm đấm lên, không cố gắng tu luyện thì lần sau gặp lại ta còn đánh nữa. Nói xong, cô ta lạnh lùng liếc Toại Cổ Kim một cái, rồi sau đó xoay người rời đi. Thấy Phản Chiêu Đế bỏ đi, Diệp Quân bỗng thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy quá áp bức.
cô ta vô cùng có khả năng đã đạt đến cảnh giới vực chủ. Diệp Quân thấy tê dần cả người. Sao cô ta tu luyện nhanh như vậy? Không bình thường. Hơn nữa người phụ nữ này nói chuyện cũng có gì đó rất. Hắn thôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận được toàn thân nứt toát thì chỉ biết cười khổ. Toại cổ kim liếc nhìn tỉnh không phía xa, cô ta thu mắt lại rồi nhìn Diệp Quân ở đối diện, chứng kiến được thảm trạng của hắn thì rơi vào trầm mặc. Diệp Quân như nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng ngồi dậy rồi nói, chúng ta đi mau thôi. Toại cổ kim nói, người chữa thương trước đi. Diệp Quân lắc đầu, người phụ nữ kia rất có thể sẽ trở lại. Toại cổ kim nói, người chữa thương trước đi. Diệp Quân nhìn Toại cổ kim, cô ta chỉ nhìn hắn, ánh mắt không cho phép cãi lại. Diệp Quân nói, vết thương này không nhằm nhò gì đâu. Hẳn thật sự sợ phản chiêu đế sẽ trở lại diệt khẩu mình. Toại cổ kim xòe tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay cô ta, ăn đi. Diệp Quân không dùng tay nhận, mà chỉ há miệng ra. Toại cổ kim tát một cái lên miệng hẳn, đan dược thuận thế trượt vào. Diệp Quân cũng không biết đan dược toại cổ kim cho hắn ăn là gì mà dược hiệu vô cùng tốt, chỉ chốc lát thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường. Diệp Quân nói, chúng ta đi thôi. Toại cổ kim đột nhiên nói, đây là nơi nào? Diệp Quân hơi chột dạ đáp, không biết. Toại cổ kim quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Lúc hai người vượt qua thời không, mục tiêu cuối là đến cựu thổ, nhưng nơi này hoàn toàn không khớp với vị trí của cựu thổ. Rõ ràng là có người muốn kéo dài thời gian ở chung với nhau. Ánh mắt toại cổ kim có hơi lạnh, nhưng khi nhìn sợi máu tươi bên khóe môi Diệp Quân thì lại nhớ tới cảnh Diệp Quân đứng ra che chở cho mình mà chẳng màn điều gì, thế là cô ta chỉ đành rời mắt đi rồi nói, đi thôi. Diệp Quân vội vàng gật đầu, ừ. Hẳn đi tới trước mặt toại cổ kim, cô ta vẫn nhìn hẳn, còn Diệp Quân cứ mặc cho cô ta nhìn, chỉ đưa tay ôm lấy eo cô. Bù! Hai người đã biến mất. Diệp Quân lại trở về tế đàn thần võ tiếp tục tu luyện, dốc sức tu luyện. Phản chiêu đế xuất hiện. Hơn nữa còn mạnh hơn khi trước rất nhiều. Áp lực quá lớn. Vì để tiết kiệm thời gian, hẳn quyết định đem tế đàn thần võ vào trong tiểu tháp để tu luyện luôn, nhận được sự đồng ý của toại cổ kim là hắn làm ngay. Trong hư không, Diệp Quân xếp bằng trên mặt đất, kiếm thanh huyên trôi nổi ở trước mặt hắn. Diệp Quân nói, tiểu hồn, người có ý kiến gì à? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, sức mạnh ác đạo của phản chiêu đế đã không còn giống như trước nữa, cô ta chắc hẳn đã hấp thụ vô số ác nghiệp. Bây giờ cô ta đã sâu không lường được. Diệp Quân gật gật đầu. Lúc trước giao thủ với phản chiêu đế hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ đó rồi. Tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, nếu người vận dụng sức mạnh tín ngưỡng của hiện tại thì có lẽ có thể chống lại được cô ta. Sức mạnh tín ngưỡng. Thật ra hắn còn một lá bài tẩy lớn nhất, đó là sức mạnh tín ngưỡng bây giờ của hắn, sức mạnh đó đang tăng vọt theo từng ngày, người tín ngưỡng hắn mỗi lúc mỗi nhiều, hắn cũng ngày càng mạnh lên, bởi vậy nói đúng ra thì kiếm đạo trật tự của hắn cũng đang tăng lên theo từng ngày. Thêm vào kiếm thanh huyên, uy lực kia càng tăng lên gấp bội. Có điều đó là đòn sát thủ của hắn, trừ khi đến lúc cần liều mạng thì hắn sẽ không lật lá bài này lên. Tu luyện. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa. Hẳn hỏi, tiểu hồn, người nói ta có thể thử hợp nhất ba loại huyết mạch được không? Tiểu hồn cả kinh nói, hợp nhất. Diệp Quân gật đầu. Tiểu hồn trầm giọng đáp, huyết mạch viêm hoàng thì có thể thử, nhưng huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân thì khó đấy. Huyết mạch viêm hoàng, 22 Diệp Quân khẽ nói, ta muốn thử xem. Trong cơ thể hẳn có ba loại huyết mạch đến từ những người khác nhau, bình thường thì nước sông không phạm nước giếng, chưa từng thật sự dung hợp với nhau. Nhưng hẳn biết nếu chúng có thể dung hợp lại thì sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Quân bắt tay đầu tiên với huyết mạch phong ma, từ lần trước khi hắn lựa chọn không mâu thuẫn với huyết mạch phong ma thì bây giờ bọn họ đã khá là thân thiết với nhau. Mà bây giờ điều hắn muốn làm thử kết hợp hai loại huyết mạch trước. Bởi vì trong thời gian ngắn, hà không thể cùng lúc nâng cao huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân được, bởi vậy chỉ có thể đi đường khác, đó là cho hai huyết thống này cùng dung hợp. Rồi thay đổi về chất. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Quân mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng chiến đấu với những tổ tiên của nền văn minh toại minh, thì còn làm công tác tư tưởng cho hai loại huyết mạch. Cố vấn các. Bóng mờ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Toại cổ kim gọi, thiên. Vừa dứt lời,
một cô gái mặc cơ giáp đã xuất hiện. Toại cổ kim nói, thần điện chủ trung sắp xuất hiện, các thế lực kia dù là ngoài sáng hay trong tối cũng đều sẽ dần lộ diện, phái hết người của chúng ta ra đi, cấp dưới tùy ngươi sắp xếp. Cô gái mặc cơ giáp gật đầu, đã rõ. Toại cổ kim lại nói, đi ra đi. Dứt lời, hai người đàn ông bỗng xuất hiện trong các. Nhìn thấy hai người, cô gái mặc cơ giáp hơi ngạc nhiên, hai người này là thủ lĩnh tình báo của Văn Minh Vĩnh Sinh và Văn Minh Cựu Thổ. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Toại cổ kim nói, từ giờ trở đi, tình báo của ba nền Văn Minh Cựu Thổ, Vĩnh Sinh và Toại Minh sẽ cùng chia sẻ chung với nhau, cho đến khi cuộc chiến tranh giành đại đạo kết thúc. Nói rồi, cô ta nhìn cô gái mặc cơ giáp, bọn họ sẽ bàn bạc. Với ngươi, phương diện tình báo cho ngươi toàn quyền phụ trách, ta chỉ có một yêu cầu, đó là giám thị toàn bộ vũ trụ, bất kỳ thế lực nào mới xuất hiện hoặc xuất hiện lại đầu phải tra cho rõ tất cả nội tình của họ cho ta. Cô gái mặc cơ giáp thi lễ, tuân lệnh. Toại cổ kim nói, lui xuống đi. Cô gái mặc cơ giáp chắp tay rồi sau đó yên lặng lui xuống, hai người còn lại cũng thi lễ trịnh trọng với toại cổ kim, sau đó rời đi. Toại cổ kim chậm rãi nhắm hai mắt lại, u. Vừa nói xong, lại có một cái bóng nhẹ nhàng đi vào, chiếc bóng dần ngưng tụ thành một cô gái mặc áo bào đen, trong tay cô ta còn cầm một thanh trường kiếm có vỏ. Toại cổ kim, nói. Cô gái thấp giọng nói nhỏ, toại cổ kim nghe một lúc thì dần nhíu mày lại, càng về sau, ánh mắt cô ta càng trở nên lạnh lẽo quả nhiên vẫn chưa hết hy vọng. Cô gái áo bào đen cầm trường kiếm không nói gì. Toại cổ kim đột nhiên nhìn cô ta, từng giao thủ với Phạn Chiêu Đế rồi à? Cô gái áo bào đen gật đầu, vâng. Toại cổ kim hỏi, thế nào? Cô gái áo bào đen đáp, phân 46, ta 4. Toại cổ kim không nói gì. Cô gái nói áo bào đen lại nói tiếp, cô ta chưa dùng toàn lực. Nói rồi lại bổ sung thêm, ta cũng vậy. Toại cổ kim nói, tạm thời cô ta không phải là kẻ địch, không cần nhắm vào cô ta. Cô gái áo bào đen gật đầu, toại cổ kim nói, lui xuống đi. Cô gái kia bỗng nói, ha không có năng lực bảo vệ ngươi, lần sau đừng đi theo hắn một mình nữa. Toại cổ kim nhìn về phía cô gái áo bào đen, ta bảo ngươi lui. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi xếp bằng trong tỉnh không, máu nóng toàn thân hắn sôi trào, cả người như đang bị lửa thiêu đốt. Ba loại huyết mạch dung hợp. Không thể không nói chuyện này khá khó khăn. Bởi vì trước giờ huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân không hợp nhau, bọn chúng có thể hòa bình chung sống trong cơ thể hắn nhiều năm như vậy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, còn dung hợp ấy à, có là Diệp Quân tụi nó cũng không nể mặt. Diệp Quân cũng không định từ bỏ, hắn đang không ngừng giao tiếp với hai loại huyết mạch kia, làm đủ mọi cách từ khuyên nhủ, nói đạo lý, chân thành xin xỏ, đến bán thảm ăn vạ. Hai loại huyết mạch không chịu được hắn ỉ ôi nên cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tuy hai loại huyết mạch không có địch ý thâm thù đại hận gì, nhưng Diệp Quân phát hiện muốn để chúng nó dung hợp vẫn vô cùng khó khăn, bởi vì sức mạnh của cả hai đều vô cùng khủng bố, lúc dung hợp cho dù có là thân thể kiếm ý trật tự của hắn cũng có chút không chịu nổi. Bây giờ lại có thêm vấn đề mới, là thân thể hắn không chịu được. Diệp Quân có chút đau đầu, tất nhiên nhiều hơn vẫn là hưng phấn, phải biết bây giờ sức mạnh trật tự của hắn khủng bố đến mức nào. Cơ thể hắn được ngưng tụ thành từ những sức mạnh trật tự đó, vậy mà vẫn không thể chịu được sự dung hợp của cả hai loại huyết mạch. Có thể tưởng tượng ra, nếu thân thể đủ mạnh thì khi hai loại huyết mạch dung hợp với nhau sẽ kinh khủng đến mức nào. Phải rèn luyện thân thể. Vì để cho thân thể có thể chịu đựng được hai loại huyết mạch dung hợp, hắn quyết định sẽ tu luyện đột phá thân thể, nhưng không phải chỉ tu luyện theo cách truyền thống, mà là hắn muốn dung hợp kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của mình lại rồi tôi rèn cơ thể. Nói là làm liền. Bây giờ hắn chỉ cần nghĩ đến Phạn Chiêu Đế thôi là đã có động lực vô ngần. Nhất định phải nâng cao thực lực lên nhiều hơn. Bên ngoài, nửa tháng sau, ngoài tiểu tháp. Hôm đó Toại Cổ Kim và Diệp Quân cùng đến thành Quan Huyên, tòa thành này được Toại Cổ Kim giúp đỡ xây dựng. Dù quy mô không lớn như thành Thiên Đô nhưng cũng không hề nhỏ, có thể chứa được hơn 100 triệu sinh linh. Mà kiểu thành trì này được cô ta hỗ trợ xây dựng một loạt 120 tòa. Có thể nói, thập hoang, cổ hoang và nền văn minh bỉ ngạn có thể ổn định nhanh như vậy là nhớ công lao lớn nhất từ cô ta, nhất là những cường giả nền văn minh Toại Minh được cô ta phái tới, nhờ có họ bảo vệ xung quanh nên mới tránh được rất nhiều vấn đề phát sinh. Diệp Quân nhìn thành Quan Huyền trước mắt, hắn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Toại Cổ Kim ở bên cạnh,
chân thành nói cảm ơn. Hắn biết nếu như không có cô gái trước mắt này giúp đỡ thì vũ trụ quan huyên chắc chắn không thể đặt chân đến nơi này được. Hôm nay Toại Cổ Kim mặc một chiếc váy trắng đơn giản, dung nhan tuyệt thế, lúc vừa xuất hiện ở cửa thành cùng với Diệp Quân đã thu hút sự chú ý của vô số người. Nghe Diệp Quân nói thế, Toại Cổ Kim vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không đáp lời. Diệp Quân biết tính cách của cô ta nên cũng không nói thêm gì, cả hai cùng tiến vào trong thành, vừa vào trong Diệp Quân đã thấy trên vách tường dọc hai bên đường được viết rất nhiều chữ lớn, thành lập trật tự quan huyền, cùng xây dựng vũ trụ hòa bình. Đây chính là khẩu hiệu hiện tại của vũ trụ quan huyên. Mà nhờ mục khoản tuyên truyền mạnh mẽ nên giờ đứa bé 3 tuổi cũng có thể đọc thuộc rành rành. Diệp Quân nhìn hai bên đường phố rất phồn hoa, đầu đầu cũng là cửa hàng, trước cửa hàng thì có các sạp nhỏ bày bán những vật dụng sinh hoạt bình thường, mặc dù bày rất nhiều đồ nhưng không hề ngổn ngang lộn xộn, hơn nữa còn cách khá xa vị trí cửa hàng nên cũng không ảnh hưởng gì đến phía sau làm ăn. Vũ trụ quan huyên là một thế giới võ giả. Nhưng thật ra vẫn có rất nhiều người bình thường, dù sao không phải ai cũng thích hợp để tu luyện. Diệp Quân và Toại Cổ Kim đi trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt ngoái lại xem, nhất là Toại Cổ Kim, vẻ đẹp của cô ta như vượt khỏi nhân gian, cho dù là các cô gái khác đi ngang qua cũng không nhịn được phải nhìn cô ta thêm vài lần. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, ăn gì không? Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quân lại kéo tay cô ta, ăn mì đi. Nói rồi. Hắn dẫn cô ta đến một quán mì, ông chủ trông thoạt chừng 50 tuổi, vóc người mập mạp, nhưng khuôn mặt rất hàm hậu, nhìn thấy Diệp Quân và Toại Cổ Kim đến thì vội vàng cầm khăn lau chạy đến bàn của hai người lau chùi sạch sẽ, sau đó nở nụ cười sáng lạn, hai vị muốn gọi mì gì? Diệp Quân cười nói, cho hai bát gì cùng được? Được. Ông chủ vắt tấm khăn lau lên vai rồi xoay người chạy vào bếp, mẹ lũ nhỏ ơi, có khách gọi món, mau rửa rau cho sạch, mau. Trong phòng vang lên giọng của một người phụ nữ, được được. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim, chỉ cười chứ không nói gì. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm của Diệp. Diệp Quân cầm ấm trà trên bàn lên rót cho cô ta một chén, rồi lại rót cho mình một chén. Hắn bưng lén uống một hớp rồi nói, Toại cô nương, ta muốn thỉnh giáo cô một vấn đề. Toại Cổ Kim không nói lời nào, chỉ bưng chén trà lên uống nhẹ một hớp nhỏ. Đây chỉ là nước trà bình thường đến không thể bình thường hơn. Diệp Quân nói, ta muốn dung hợp ba loại huyết mạch của ta, bây giờ ba bọn nó đã đồng ý rồi, nhưng ta phát hiện thân thể mình lại không chịu được sức mạnh ấy. Bây giờ ta đang cải tạo lên cơ thể của bản thân, nhưng khá là chậm. Ta biết dục tốc thì bất đạt, nhưng ở tình thế bây giờ, ta không thể không vội. Toại Cổ Kim không nói lời nào. Diệp Quân nhìn cô ta, chờ nghe câu trả lời. Toại Cổ Kim bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, đành lườm hắn một cái, đừng nhìn ta nữa. Ập! Diệp Quân rời mắt đi. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nói chuyện ngay, một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, người có tu luyện thế nào cũng vô dụng thôi. Diệp Quân có chút không rõ, là sao? Toại Cổ Kim nhìn, tự ngươi ngẫm lại đi. Diệp Quân cười khổ, không biết tại sao chứ lần nào đi theo cô ta cũng thấy mình như đứa ngu. Mí mắt Toại Cổ Kim giật lên, không nói gì mà chỉ nâng chén trà lên uống thêm một hớp. Diệp Quân hỏi, ý của cô là kẻ thù của ta quá mạnh, cho dù ta có rèn luyện nâng cao thế nào đi nữa thì thực lực của bọn họ luôn luôn vượt xa ta, đúng không? Toại Cổ Kim gật gật đầu, vấn đề lớn nhất của ngươi không phải là ở thực lực, mà là ở đối thủ. Nếu đối thủ của ngươi chỉ dừng lại ở cựu thổ, ngươi sẽ biết rõ làm thế nào mới đánh bại được bọn họ. Bởi vì giới hạn của cựu thổ chỉ có thế thôi, ngươi sẽ có một mục tiêu rõ ràng. Nhưng bây giờ đối thủ của ngươi là ai? Thực lực chân chính của đối phương đạt đến mức độ nào? Ngươi không biết gì cả, trong tình huống này, ngươi có đột phá lên bao nhiêu cũng uổng công thôi. Diệp Quân trầm mặc. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, cho dù là Phản Chiêu Đế hay là chủ nhân Bút Đại Đạo, ngươi căn bản không biết rõ thực lực chân thật của bọn họ. Vậy nên ngươi dựa vào đâu cho rằng sau khi dung hợp huyết mạch của mình lại là có thể chống lại bọn họ? Còn nữa, kẻ thù của ngươi chỉ có hai người họ thôi à? Trong vũ trụ này có rất nhiều cường giả đứng đầu mơ ước có được vị trí thần tọa chủ chung kia. Ngươi biết được bao nhiêu về bọn họ? Ví dụ nếu Bi Tâm Từ cũng muốn tranh cướp thần tọa chủ chung đi, ngươi có biết thực lực chân chính của cô ấy như thế nào không? Diệp Quân khẽ thở dài, Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Lúc này,
Ông chủ đã bưng hai bát mì nóng hổi đi đến cẩn thận đặt xuống bàn, cười nói, hai vị dùng ngon miệng nhé. Diệp Quân bỗng đứng lên đi đến cạnh băng ghế của cô ta, hắn cẩn thận rời bát mì đến trước mặt Toại Cổ Kim, Toại cô nương, vậy cô nói ta có cách nào giải quyết không? Toại Cổ Kim lạnh lùng nói, không biết. Diệp Quân thản nhiên ngồi xuống băng ghế trước mặt, an vị bên cạnh Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim trừng mắt hắn, sang kia ngồi. Diệp Quân mỉm cười, ta không có ý gì đâu, chỉ là có hơi kích động. Nhưng không hề xê dịch cái mông. Toại Cổ Kim dứt khoát đứng lên sang băng ghế đối diện ngồi xuống, cô ta không thèm để ý đến Diệp Quân, đoạn nếm thử mì của mình, thấy hương vị cũng không tệ nên lại ăn thêm một đũa nữa. Diệp Quân nhìn cô ta một cái, rồi cũng nếm thử mì của mình, sau đó ăn ngốn nga ngốn nghiến. Một lát sau, Diệp Quân lại ngẩng đầu lên nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bị nhìn mà khó chịu, vốn định nổi giận nhưng nghĩ lại người này ra mặt dày, có nổi giận cũng chẳng có ích lợi gì, thế là cô ta quyết định dùng lý lẽ để nói chuyện, người đừng nhìn ta vậy nữa, nhiều người ở đây lắm, người nên tôn trọng ta. Diệp Quân vội đáp, trên sách viết lúc nói chuyện với người khác thì phải nhìn thẳng vào đối phương, đó mới là tôn trọng người ta. Tiểu hồn, Toại Cổ Kim hỏi, vậy ngươi có thể đừng nhìn bằng ánh mắt bỉ ổi như vậy được không? Diệp Quân bất ngờ, hỏi trong lòng, tiểu hồn, ánh mắt của ta dung tục lắm à? Tiểu hồn đáp, không chỉ ánh mắt dung tục mà nụ cười cũng bị ổi nữa. Diệp Quân, Toại Cổ Kim nói, người muốn giải quyết vấn đề gặp phải hiện tại thì chỉ có hai cách, một là biết rõ thực lực của đối thủ của ngươi, chỉ khi biết được họ mạnh như thế nào, người mới tính ra được bản thân thua kém họ bao nhiêu. Thứ hai, thương lượng với cô và cha ngươi một chút, ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng xin họ đừng thả thêm đối thủ ra nữa, giống như trận chiến tranh giành đại đạo lần này, đây rõ ràng không phải là cuộc chiến ngươi có thể tham dự được, có tham gia vào cũng chỉ để cho người ta đánh thôi. Diệp Quân trầm mặc. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, còn nữa, ngươi phải hiểu được một chuyện, bây giờ ngươi đạt được đến trình độ này thật ra đã vô cùng ghê gớm rồi. Trong những người ta từng gặp, chỉ có hai người trong thế hệ trẻ xuất sắc hơn ngươi thôi. Diệp Quân bỗng thấy ngạc nhiên, ai vậy? Toại Cổ Kim nói, Bi Tâm Từ. Diệp Quân lại hỏi, còn một người khác là? Toại Cổ Kim đáp, người đó ngươi cũng biết. Diệp Quân thấy hơi nghi hoặc, hắn cũng biết à? Ai thế? Toại Cổ Kim nói chung, ngươi nên bình ổn lại tâm thái, đừng so sánh bản thân với kẻ địch mà chính ngươi còn không biết, điều đó vô nghĩa. Diệp Quân cười khổ, nhưng ta đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành đại đạo, bây giờ không thể dứt ra được. Toại Cổ Kim nói theo bản năng. Không phải còn có ta sao? Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim vẫn vô cảm, trông rất lạnh lùng, cô ta từ từ ăn mì, không đếm xỉa gì đến hắn nữa. Diệp Quân tất nhiên là thấy rất hài lòng, hắn và vài đũa là hết mì, sau đó quay đầu lớn tiếng gọi, ông chủ, thêm một bát nữa. Được được, ông chủ nở nụ cười tươi rói, hỏi hắn, khách quan, bát mì ban nãy phu nhân gọi ngươi có ăn luôn không? Phu nhân! Sắc mặt Toại Cổ Kim lập tức lạnh lại, Diệp Quân vội vàng nói, ăn ăn, đem lên hết đi. Được, ông chủ lại cầm một phát mì cho vào trong nồi. Toại Cổ Kim tiếp tục ăn mì, chỉ chốc lát cô ta đã ăn xong, như vẫn chưa hết thòm thèm, cô ta nhẹ nhàng uống thêm vài hớp nước cốt. Diệp Quân nhìn động tác của cô ta, trên mặt khó nhịn được nở nụ cười. Người phụ nữ này quả thật khiến hắn rất bất ngờ. Hắn cứ tưởng kiểu người cao cao tại thượng này chắc chắn sẽ không thích mấy chuyện ăn vặt lề đường, nhưng không ngờ cô ta lại hiền hòa và hồn nhiên đến thế, không hề có cái cốt cách cao cao tại thượng kia. Toại Cổ Kim nhận ra ánh mắt của Diệp Quân, cô ta nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi nhìn hắn, nghiêm túc nói, nơi này nhiều người như vậy, người đừng nhìn chằm chằm ta mãi vậy được không? Người không biết còn tưởng chúng ta có gì đó. Diệp Quân cười nói, ta không có ý gì cả, chỉ là thấy hơi bất ngờ. Toại Cổ Kim nhẹ nhàng lau đi nước mì vươn bên môi, bình tĩnh nói, người dẫn ta đến ăn mì là muốn cho ta trải nghiệm thử cuộc sống của thường dân đúng không? Diệp Quân nói, không có gì gạt được cô cả. Toại Cổ Kim nhìn, ta không phải vừa sinh ra đã được làm quan cố vấn đứng đầu. Diệp Quân lập tức thấy ngạc nhiên, có thể kể cho ta nghe chuyện khi trước của cô được không? Thật ra hắn có điều tra tư liệu của Toại Cổ Kim vì muốn hiểu cô ta hơn một chút. Nhưng nền văn minh Toại Minh lại chẳng có tư liệu gì liên quan đến cô ta cả. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, không có gì để kể cả. Thấy cô ta không muốn nói, Diệp Quân cũng không hỏi nhiều nữa,
hắn quay sang nhìn ông chủ đang làm mì, tuổi thọ của bọn họ không quá 100, đối với họ mà nói, thế giới hòa bình, có thể sống thật tốt đã là hạnh phúc. Nhưng nếu thế giới này không có quy tắc và hỗn loạn, bọn họ sẽ có thể chết đi bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ cần hai cường giả hơi mạnh đến đây giao thủ, chỉ vẻn vẹn dư uy thôi cũng có thể khiến tòa thành này tan thành cho bụi trong chớp mắt. Toại cổ kim hắn, người muốn quản hết cường giả trong vũ trụ này. Diệp Quân gật đầu, ừ. Toại cổ kim không nói lời nào. Diệp Quân nói, ta muốn nghe ý kiến của cô. Toại cổ kim nói, suy nghĩ của ngươi không sai, cho dù là người thành lập trật tự nào cũng sẽ lập ra các quy tắc nhằm hạn chế hành vi tùy ý làm bậy của người khác. Như cựu thổ cũng vậy, ở đây có trật tự và quy tắc, cường giả không được làm bừa. Nhưng vấn đề là ngươi làm sao phân phối tài nguyên vũ trụ này một cách hợp lý được. Diệp Quân trầm mặc. Toại cổ kim tiếp tục nói, tài nguyên của các vũ trụ không phải vô hạn, người định phân chia chúng như thế nào? Cho dù cuối cùng ngươi thống nhất được toàn bộ vũ trụ, không còn bất kỳ kẻ địch nào nữa, nhưng ngươi có nghĩ tới một vấn đề là sau khi đối ngoại không còn địch nữa thì vấn đề sẽ xảy ra ở đối nội chưa? Nói rồi, cô ta dừng lại một chút mới tiếp lời, còn có một vấn đề xa xôi khác, đó là sau khi ngươi thành lập trật tự thì phải thành lập hệ thống luân hồi, một người chết rồi thì phải đầu thai. Mà đầu thai là một việc rất cần kỹ thuật, nếu người này khi còn tại thế có thế lực lớn, sớm móc nối quan hệ từ trước thì người đó có thể tự chọn cho mình một kiếp đầu thai sung túc, tiếp tục làm con ông cháu cha. Mà những người không tiền không quan hệ thì kiếp sau vẫn sẽ chỉ làm trâu làm ngựa như kiếp này thôi. Tiểu hồn, Diệp Quân cũng thấy hơi ngạc nhiên, vấn đề này hắn đúng là chưa hề nghĩ tới. Có khi nào sau này sẽ xảy ra tình huống như Toại Cổ Kim nói không? Hoàn toàn có thể. Toại cổ kim nói tiếp, một trật tự chỉ cần sơ sẩy chút thôi sẽ khiến người tầng dưới vô cùng đau khổ, hơn nữa thế giới của chúng ta không phải là thế giới bình thường, mà là thế giới võ giả, còn có thể luân hồi tái thế, chỉ bất cần một chút thì sẽ có người kiếp này làm trâu, kiếp sau làm ngựa, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Mà những người ở trên tầng cao nhất thì khác, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở trên cao, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sắc mặt Diệp Quân có chút khó coi. Lúc này, hai bát mì nóng hổi đã được bưng lên. Toại cổ kim liếc mắt nhìn sắc mặt đã có chút khó coi của Diệp Quân, cô ta suy nghĩ một chút rồi mới nói, có nhiều lúc vô tri cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì vô tri thì họ sẽ không biết mình là trâu ngựa, nên có rất nhiều đế quốc phong kiến thực thi chính sách ngu dân. Chờ ta ăn xong rồi nói tiếp. Diệp Quân. Toại cổ kim tiếp tục ăn mì, cô ta không ăn như hùm như sói giống Diệp Quân, mà động tác gắp đũa rất tao nhã. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Toại Cổ Kim, cô có cái nhìn như thế nào về trật tự của ta? Toại Cổ Kim nhìn hắn, suy nghĩ của ta có quan trọng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.